Vâng, sản phẩm tiếp theo trong ngày hôm nay đó là bên Phạm Huấn tiếp tục về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái ấm mặt trời nhé. Các bác lên mã cho em là ấm mặt trời. Các số hotline của bên em các bác có thể liên hệ này. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn nhận hàng, kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Các bác cần mua mã gì thì xem kỹ trước khi mua nhé. Đấy, đã lên đơn rồi đặt hàng thì cố gắng là nhận hàng cho em cho nó vui. Đấy, lỗ lãi thì chả biết là đáng bao nhiêu nhưng mà các bác cứ nhận hàng là em vui rồi. Đấy, chứ đừng ship gọi đến các bác tỏ tí tia là em buồn lắm. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop về cho bác một cái dòng sản phẩm đó là cái ấm mặt trời nhá. Con này thì các bác lên mã cho em là ấm mặt trời. Giá bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 140 cành để em sang trang mới viết cho các bác cho nó đẹp nhá. Lên cho em là ấm mặt trời này, đó, ấm mặt trời. Đó, ấm mặt trời nhá. Giá của nó sẽ là 140k thôi. 140.000 cho một cái bộ ấm mặt trời như này. Giá rẻ ngang với cho luôn. Các bác có thể mua để cho, biếu tặng làm quà, rất là ok nhá. Đấy, đầu tiên nó sẽ là có cho các bác là một cái khay nhựa này. Một cái khay nhựa như này để các bác đựng nước này thì sẽ đặt cái khay nhựa vào đây. Một cái khay nhựa cũng khá là dày dẫn luôn nhá, khay nhựa đen nhá, khá là dày dẫn nhá. Các bác đặt cái khay gỗ vào đây này. Đấy, một khăn lau này. Cái chuyên này của nó thì nó sẽ là một cái dòng chuyên nhỏ thôi anh em các bác yêu trà nhá. Nó sẽ trong lòng bàn tay như này các bác này. Đấy, trong lòng bàn tay như này nhá. Các bác cứ hình dung cái lòng bàn tay của em là các bác sẽ ra. Đó, hình dung lòng bàn tay như này nhá. Đấy, nó chỉ nhỏ thôi, hàng nhỏ xinh nhá, lưu ý các bác là hàng nhỏ và hàng nhỏ nhá. Đó, hàng nhỏ xinh trong lòng bàn tay như này thôi. Sẽ bao gồm cho các bác là một chuyên này. Đấy, và nó sẽ có 6 cái chén như này. Một chuyên 6 chén. Đấy, hàng của Nhật cực kỳ cao cấp luôn. Đất của nó là đất nung của Nhật nhá, đất nung của Nhật luôn. Đấy. Mà các bác biết cái tính chất đất của Nhật rồi. Nhật của nó thì rất là nhiều đồi núi, nhiều rừng rú các bác nhá và nhiều núi đá cho nên là cái đất của Nhật thì nó cực kỳ là tốt luôn. Đấy, và nó nung qua các cái nhiệt độ cao cho nên là khi mà uống trà thì nó rất là ngon. Đấy, nó đượm vị trà nhá. Và có cho các bác là một con bình như này để các bác đựng trà nhá. Cái bình này đựng trà thì sẽ đựng được khoảng, đối với cái chuyên này thì có thể đựng được khoảng 5 ấm nhá. 5 ấm, 5 lần pha. Đó, thì đây, combo của nó sẽ là như này. Đấy, một cái bộ chuyên ấm chén đẹp như này. Các bác lên cho em là bộ ấm mặt trời nhá. Lên cho em là ấm mặt trời. Giá thì chỉ có 140.000 thôi. 140k cho một cái bộ ấm mặt trời như này. Sẽ bao gồm cho các bác là 6 chén này, một chuyên và một cái hũ để các bác đựng chè luôn. Combo đầy đủ này, hàng của Nhật cực kỳ cao cấp luôn. Đó, các bác có thể mua cho biếu tặng làm quà. Hàng đựng trong một cái hộp như này. Đấy, rất xịn sò luôn, toàn bộ chữ Nhật hết nhá. Đấy, hàng của Nhật cho nên là các cái chi tiết của nó rất là sắc nét, đẹp và chất lượng. Đây. Đấy, có cả các cái phần này rất là đẹp các bác này. Đấy, các bác mua để làm quà thì thôi rồi luôn, rất là đẹp nhá. Đó, và giá thì chỉ có 140.000 thôi. Lên mã cho em là ấm mặt trời nhá. Ấm mặt trời giá sẽ là 140k. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục cầm cho anh cái dây sạc iPhone. Đây, nó sẽ có kèm cho các bác là một cái khăn lau và một cái gấp như này nhá. Một cái khăn lau và một cái gấp như này. Đấy, vừa nãy giới thiệu quên mất. Là cái sạc iPhone nhá, thì nó sẽ có cho các bác là đầu tiên là em sẽ có cái dây sạc iPhone. Thì các bác lên cho em là dây sạc nhanh iPhone nhá, dây sạc nhanh iPhone. Giá sẽ là 60.000, hàng của iPhone 14 Pro Max công suất là 20W. Lên cho em là dây sạc nhanh iPhone. Dây sạc nhanh nhá, dây sạc nhanh iPhone nhá, dây sạc nhanh iPhone. Giá thì chỉ có 60k thôi, rẻ chưa các bác ơi? Rất rẻ luôn. 60.000 cho một cái dây sạc nhanh iPhone như này. Hàng của thương hiệu iPhone 14 Pro Max luôn. Một củ một dây nhá, một củ một dây. Hàng combo như này, một củ một dây mà giá thì chỉ có 60.000 thôi. Đó, chân của nó sẽ là chân cắm Type-C và một đầu iPhone như này. Các bác có thể dùng để sạc iPhone, iPad hoặc là tất cả các cái thiết bị khác đều ok hết nhá. Đó, củ của nó hàng nặng trịch luôn. California luôn. Đấy, California luôn, rất là dày dẫn chắc chắn này. Đấy. Cái này thì nó sẽ là các bác lên cho em là dây sạc nhanh iPhone nhá. Giá của nó sẽ là 60.000. Đấy, 60.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác một cái cũng là dòng của iPhone 14 Pro Max. Thì cái này nó sẽ là củ sạc đa năng nhá. Đấy, thì cái này nó chỉ có củ không thôi. Nó sẽ có một dây cắm, dây dài khoảng trên 1 mét này. Và nó sẽ có củ như này, kèm thêm cho các bác là hai củ Type-C và hai củ của chân USB nhá. Thì cái này các bác lên cho em là củ sạc nhanh iPhone nhá. Đấy, củ sạc iPhone. Lên cho em là củ sạc iPhone này. Đó. Củ sạc đa năng. Cái này em đang lên là củ sạc đa năng nhá. Củ sạc đa năng. Giá của nó sẽ là 80k nhá. Đấy, 80.000 cho một con củ sạc đa năng như này. Đấy, giá của nó sẽ là 80k. Lên mã cho em là củ sạc đa năng nhá. Còn cái này của nó sẽ là dây sạc nhanh này. Dây sạc nhanh chuyên dùng cho iPhone. Nó khác. Còn cái này nó là cũng của hãng iPhone 14 Pro Max. Nhưng nó là củ sạc nhá. Nó sẽ là củ sạc về nhà. Cái này chỉ có củ thôi. Về nhà các bác phải có dây riêng của mình. Đấy.
Em nói sau còn bọt mép ra, nhiều lúc các bác nghe vẫn không hiểu, vẫn cứ đặt nhà hàng bị nhầm. Đấy thì dây sạc nhanh iPhone khác mà củ sạc đa năng khác nhá. Cái này nó sẽ là củ sạc đa năng. Giá sẽ là 80k cho con củ sạc đa năng như này. Đó. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái con đèn dầu các bác nhá. Đấy đèn dầu đây, một con đèn dầu như này, hàng nội địa của Nhật cực kỳ cao cấp luôn. Hàng này thì bên shop thanh lý được trong các hệ thống siêu thị cho nên nó còn nguyên tem, nguyên đai, nguyên kiện như này. Đấy. Và giá là 135.000 cho một con đèn dầu như này nhá. Các bác lên cho em là đèn dầu. Con này thì về nhà các bác đổ dầu mazut, dầu đốt vào đây cho em, dầu đốt, dầu chạy công nông ấy là đốt được nhá. Các bác ra ngoài cửa hàng các bác mua, ra ngoài cây xăng các bác mua cho em. Đó. Con này thì em nói với các bác là dùng nó rất là tiện luôn. Đề phòng khi mà mất điện này, hoặc bão gió, hoặc là khi mà nó trái gió trở trời. Thì con này nó có bấc như này, có bấc như này các bác có thể đẩy bấc lên này. Đấy, đẩy bấc lên để mình sử dụng này. Các bác xoáy cái nút này ra để mình đổ dầu vào đây cho em, đổ dầu vào đây, dầu mazut nhá, dầu đốt ấy các bác. Đấy ra cửa hàng các bác mua. Đấy bán cho tôi 3 lít dầu đốt chẳng hạn thế. Đấy và khi các bác châm dầu thì các bác chỉ cần là kéo cái này lên, kéo cái này lên, kéo cái lấy này lên này. Đấy và ngửa ra. Ngửa ra mình châm vào đây, lấy cái đóm mình châm vào đây cho em, sau đó thì mình sập nó vào. Đó. Còn nếu mà không thì các bác mua cho em cái cây bật lửa cây này. Cái bật lửa cây này cũng được nhá. Đấy thì các bác lên cho em đó là đèn dầu nhá, đèn dầu. Giá thì bên shop đang bán bỏ cho anh mấy cái đây. Giá của nó sẽ là 135.000. Đấy các bác lên cho em là đèn dầu này, đó, đèn dầu nhá. Giá của nó sẽ là 135k, rốt thế lấy hai màu không lấy. 135.000. Đó, đây. Thì con bật lửa cây này giá bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 40.000 nhá, 40.000. Thì đây, đấy về nhà các bác mua kèm cái bật lửa cây này luôn. Thì các bác đẩy cái lấy này ra này. Đấy và bật cho em như này. Đấy, bật như này nhá. Đấy, các bác bật này nó sẽ lên này. Đấy, bật này lên. Đấy, bật này tắt luôn anh cái quạt đi vậy. Đấy, bật này nó sẽ lên các bác này. Đấy, đây các bác nhá. Đấy, đấy, ấn xuống, xoay xuống không rồi. Đấy thì các bác bật này nó sẽ lên này. Đấy, bật này nó sẽ lên. Đây em đã để quạt trần nó gió nó to quá đây. Đấy, chờ em 3 giây. 1 2 3. Ok. Đó, đây. Bật này nó sẽ lên các bác này. Đấy, nó sẽ lên thì các bác dùng cái này các bác kéo cái này ra cho hết nha này. Đấy, sau đó thì các bác chí vào đây. Chí vào đây cho các bác châm vào cho em này. Đấy, châm một cái này lên này, đây. Châm một cái này lên này. Đấy, đây là nó không có dầu nhá. Có dầu là nó lên ngay. Các bác theo. Đó, có dầu nó sẽ lên luôn thì rất là tiện. Đấy thì lên mã giúp cho em là đèn dầu nhá. Con này thì sẽ là 135.000 cho một con đèn dầu như này. Hàng nguyên đai nguyên kiện như này. Cực kỳ chất lượng và xịn sò cho các bác luôn. Đấy. Quai của nó thì nó sẽ là quai sách nhỏ như này hoặc có một quai sách to bên trên cũng rất là tiện này. Đó. Bật quạt mình. Đó thì đèn dầu là 135.000 nhá. Còn cái con này thì các bác lên cho em là bật lửa cây nhá. Bật lửa cây. Giá của nó sẽ là 40.000. Đó. Bật lửa cây này, lên cho em là bật lửa cây. Bật lửa cây giá của nó sẽ là 40k nhá. 40k cho một con bật lửa cây như này nhá. 40.000 cho một con bật lửa cây. Còn đèn dầu thì giá của nó sẽ là 135.000. Ngoài ra thì bỏ cho anh hai cái, một cái sạc này với một cái sạc kia luôn. Bên shop về cho bác cái máy đọc thẻ nhá. Đó, máy đọc thẻ. Con này thì rất là tiện. Đấy, để cho các bác dùng để mình cho các em nó vui chơi. Đấy, tránh xa điện thoại máy tính bảng nhưng mà nó vẫn là trò chơi công nghệ. Trò chơi công nghệ rất là tiện và đẹp, sạch sẽ, nhỏ gọn. Kèm cho các bác một cái dây cáp sạc và một con máy cùng với là một cái thân như này, bao gồm cho các bác là 224 từ vựng nhá, với rất nhiều chủ đề khác nhau đây. Đấy, 224 từ vựng với rất nhiều chủ đề khác nhau. Đấy, chủ đề là phi hành gia này, bố mẹ gia đình này, mặt trời này, động vật này, rồi rất là nhiều các cái con loài thú khác nhau nhá. Đây em sẽ bỏ ra để em test cho các bác xem luôn nhá. Đó, xe ô tô, xe cứu hỏa, xe taxi nhá. Đấy, rất là nhiều luôn. Đó, đây. Rất là nhiều các bác này. Đấy. Thoải mái. Đây thì rất là nhiều các cái phương tiện khác như này. Đây, em sẽ test cho các bác xem nhá. Về nhà thì các bác bật cho em cái nút nguồn này đây, có cái nút nguồn này các bác bật lên này. Sau đó thì các bác nhét cái thẻ này vào này, nhét cái thẻ này vào này. Đó. Đấy. Đấy, có tiếng động luôn các bác nhá. Đây, đấy. Cho to nhỏ âm lượng ở đây các bác nhá. Đó. Đây, xe chữa cháy này. Đấy, rất là ngon luôn nhá. Đó. Và đây con vật này, con sư tử này. Mời cắm thẻ lại. Đấy. Đây, đấy, con hổ này. Con hổ. Tiger. Đấy, các bác nghe nó kêu cực kỳ sống động luôn nhá. Đấy thì tắt nguồn thì tắt được cái nút này cho em này. Bộ sản phẩm thì sẽ bao gồm cho các bác là 224 từ vựng và 112 cái thẻ như này. 112 cái thẻ này tha hồ. Đấy, bố cho vào, con cho vào, mẹ cho vào, anh cho vào, em cho vào với hết được
Tại vì nó nhiều như này cho mãi mới hết được ngoài tay luôn các bác nhá. Đó. Cả nhà cùng chơi luôn. Đó. Và giá thì bên shop đang gửi cho bác cái giá đó là một cái bộ đọc thẻ như này. Lên trên là máy đọc thẻ nhá. Giá cực kỳ tốt cho bác luôn, chỉ có 90.000 thôi. Đấy, 90.000 cho một cái máy đọc thẻ như này nhá. Lên mã giúp cho em là máy đọc thẻ, giá của nó sẽ là 90.000 nhá. 90.000 cho một cái bộ máy đọc thẻ như này. Có kèm cho các bác một cái cáp sạc về nhà, các bác cắm vào cái củ sạc điện thoại nhà mình là ok thôi. Lên cho em là máy đọc thẻ, giá sẽ là 90.000. Đó. Máy đọc thẻ này. Máy đọc thẻ giá sẽ là 90.000 nhá. 90.000 cho con máy đọc thẻ như này. Ngoài ra thì bên shop tiếp tục về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái con bật lửa các bác nhá. Thì các bác lên mã giúp cho em đó là bật lửa ngọc nhá. Bật lửa ngọc nó sẽ có cho các bác là hai màu. Cái này hôm qua xem có chọn màu không đấy? Bốc ngẫu nhiên à? Lên cho em là bật lửa ngọc nhá, nó sẽ đính một viên ngọc như này rất là đẹp này. Bỏ, cầm cho em cái màu vàng đi xem nào. Phải chọn tự nhiên à? À đây rồi. Đấy. Thì đây chắc là nó để hai hộp rồi mình đổ lẫn ra rồi. Đấy thì nó sẽ là hàng bằng thép nhá, bằng thép và mạ vàng nhá. Một con là mạ vàng 18 carat và một con là mạ bạc. Hàng bằng chất liệu cực kỳ là đẹp luôn. Đó, thép, mạ vàng và mạ bạc nhá, rất là đẹp này. Đấy, rất đẹp luôn. Giá thì con này bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 100 con này là 130 à? 130.000, cầm cho anh cả cái bật lửa đồng hồ luôn. Giá sẽ là 130.000. Về nhà thì các bác có thể là mình cho xăng thơm vào đây hoặc cho xăng thường cũng được nhá, cho xăng thường cũng được. Đó. Nó sẽ là bật lửa bấc và đánh đá như này. Đấy, bật lửa bấc đánh đá như này. Thêm cả cái bật lửa điện luôn. Đó, bật lửa bấc và đánh đá như này coi nhá, bật lửa bấc và đánh đá như này. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 130.000. Hàng này thì siêu dày luôn, nặng thì trịch luôn. Đó, nặng thì trịch luôn các bác nhá. Đấy, đính một cái viên ngọc như này rất là đẹp. Thì các bác lên cho em là bật lửa ngọc nhá, bật lửa ngọc. Con này thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 130.000 cho một con bật lửa ngọc như này. Hình con rồng quận này, hình con rồng quận cực kỳ tuyệt vời luôn. Và giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá rất hợp lý nhá, rất hợp lý. Chỉ có cho các bác là 130.000 thôi, 130.000. Con này thì các bác lên cho em là bật lửa ngọc nhá. Hàng đựng trong cái hộp như này, siêu chất lượng và xịn sò luôn. Các bác có thể mua để cho biếu tặng làm quà cho gia đình và người thân cũng rất là tuyệt vời. Tiếp theo thì em lên cho bác cái bật lửa đó là con bật lửa đồng hồ nhá. Con này thì nó sẽ là một cái dòng bật lửa. Con này thì về nhà các bác tự bơm ga nhá, tự bơm ga và nó sẽ có cho các bác là con đồng hồ có đèn này. Đồng hồ có đèn như này nhá. Đấy, một con đồng hồ có đèn như này. Và giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 100.000. Cầm cho anh cả cái bật lửa la bàn ra đây. Giá sẽ là 100.000 nhá. Các bác lên cho em là đấy, đầu tiên là bật lửa ngọc này. Đó, bật lửa ngọc nhá. Bật lửa ngọc hình con rồng đấy. Thì giá của nó sẽ là 130.000 nhá, 130.000 đây. Đấy. Con này thì sẽ là 130.000 các bác này. Con này là con bật lửa ngọc này. Bật lửa ngọc là 130.000. Đấy, con này là bật lửa ngọc 130.000 nhá. Bật lửa ngọc 130.000. Đó. Tiếp theo thì lên cho em cái con bật lửa đồng hồ về nhà các bác tự bơm ga nhá. Bật lửa này, đồng hồ này, nó có sẵn cả đồng hồ luôn. Lên cho em là bật lửa đồng hồ về nhà các bác tự bơm ga nhá. Tự bơm ga, giá của nó sẽ là 100.000 nhá. 100.000 cho một con bật lửa đồng hồ như này. Đây có đèn báo này. Đấy, có đèn báo như này để các bác nhìn giờ nhá. Các bác chỉ cần nhấn vào này là đồng hồ chạy này. Đây. Đồng hồ chạy bình thường nhá. Nhiều bác hỏi đồng hồ có chạy hay không. Đó, đồng hồ chạy bình thường. Lên cho em là bật lửa đồng hồ nhá, bật lửa kèm đồng hồ. Về nhà các bác tự bơm ga cho em. Con này thì giá bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 100.000 thôi, 100.000 nhá. 100.000 cho con bật lửa đồng hồ này, về tự bơm ga cho em nhá. Ra cửa hàng mình bơm ga vào. Đó. Tiếp theo thì em lên cho bác hai cái mẫu bật lửa nữa. Đó là bật lửa la bàn nhá. Đấy, bên shop rất nhiều mẫu bật lửa cho nên các bác xem kỹ video cho em. Đây thì nó sẽ là bật lửa kèm la bàn nhá, kèm la bàn như này. Đó, lên trên là bật lửa la bàn. Đấy, có cả móc khóa như này luôn, các bác có thể treo trực tiếp vào móc khóa này. Đấy, nó sẽ có cho các bác là một con la bàn. Đấy, và về nhà các bác cũng tự bơm ga mà nhá, tự bơm ga cho em đây, bật ở cái đầu này các bác này. Đấy. Khi các bác nhấp này thì cái đồng hồ nó sẽ lên đèn này. Đấy, con này nó cũng có đồng hồ luôn, có đồng hồ nhá. Đây, đồng hồ đang chạy bình thường này. Đó, đồng hồ đang chạy bình thường. Đấy, và nó sẽ có cho các bác là một cái la bàn như này, một con la bàn như này các bác này. Đấy, một con la bàn như này rất là tiện này. Đấy, các bác có thể lấy thăng bằng này, mình ở đây nó sẽ có một cái điểm viên nước này để các bác lấy thăng bằng cho em. Đấy, con này thì cũng tự bơm ga nhá. Đấy, tự bơm ga vào cho em. Đó. Con này thì về nhà các bác tự bơm ga. Đấy. Lên cho em là bật lửa la bàn giá bao nhiêu nhỉ? Bật lửa la bàn nhá. Lên cho em là bật lửa la bàn này. Bật lửa la bàn giá của nó sẽ là 120.000 nhá. 120.000 cho một con bật lửa la bàn như này. Đấy. Bật lửa la bàn thì nó sẽ có hai màu, màu vàng và màu đen. Màu vàng và màu đen xám này, màu vàng màu đen xám. Còn con bật lửa đồng hồ thì chỉ có màu vàng này thôi.
bật lửa đồng hồ thì chỉ có màu vàng này thôi nhá. Đấy, màu vàng này thôi. Còn con bật lửa ngọc này thì nó cũng có hai màu anh em các bác nhá. Đấy. Con bật lửa ngọc này thì nó cũng có hai màu, màu bạc và màu màu vàng. Đấy, màu bạc và màu vàng. Thì các bác lên cho em là bật lửa ngọc nhá, nó sẽ đính hình viên ngọc như này. Đó. Rồi, ok. Đó. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho bác cái dòng sản phẩm, nó là bộ dao ba con nhé, hàng của thương hiệu Asaka Japan các bác này. Asaka Japan. Bộ này thì sẽ bao gồm là ba con. Đầu tiên thì các bác lên cho em là con này con chặt gỗ nhá, con này con chặt gỗ. Con này thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 180.000 cho một con dao chặt gỗ như này. 180k các bác nhá, 180k cho một con dao chặt gỗ như này các bác này. Hàng của thương hiệu Asaka Japan, chữ của nó khắc chìm luôn. Hàng made in Japan, cực kỳ dày dẫn và chắc chắn nhá. Đấy. Con này thì để em sẽ test thử dọc giấy cho các bác xem cái dọc giấy của nó có bén không các bác nhá. Đó đây. Đây con này. Đấy. Con này thì cũng dọc giấy khá là ok luôn nhá. Một cái tờ giấy mủn như này các bác này. Đấy. Cái tờ giấy của em nó rất là mủn mà con này nó vẫn dọc được bình thường nhá. Tức là dao cũng khá là bén đấy các bác. Đấy, dao khá là bén luôn. Đấy, một con dao chặt mình dày thì nó vào khoảng là 1 ly rưỡi nhá. 1 ly rưỡi. Hàng thương hiệu Asaka Japan. Con này thì các bác lên cho em là dao chặt gỗ nhá. Đấy, lên cho em là chặt gỗ này. Đó, lên cho em là dao chặt gỗ nhá. Đó. Cái này này em chỉ gọi theo tên như thế thôi, cán nó bằng gỗ cho nên em gọi là dao chặt gỗ, giá sẽ là 180k nhá, 180k. Chiều dài của lưỡi khoảng 20cm, chiều cao này thì khoảng là 10cm và chiều dài của cả dao thì khoảng gần 30cm. Đấy, cán ốp gỗ chốt ba đinh Asaka Japan, hàng nội địa của Nhật cực kỳ cao cấp luôn. Con này thì khá là bén nhá, các bác dùng để chặt xương trâu, xương bò, chặt gà, chặt cá ok hết nhá. Giá sẽ là 180.000, lên cho em là chặt gỗ này. Tiếp theo thì em lên cho bác cái con này, nó sẽ là con dao thái gỗ nhá. Đấy, thái gỗ. Hàng thì của thương hiệu Seki Japan. Đó, con này thì bên shop để em test dọc giấy cho bác xem. Con này thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 90.000 nhá. Đấy, 90.000. Con này thì cũng là hàng siêu bén luôn con này, hàng siêu bén luôn. Đấy, một cái tờ giấy mủn như này mà em dọc nó rất là ngon con này. Đấy. Con này thì các bác lên cho em là thái gỗ nhá. Giá của nó sẽ là 90.000, đợt này về cho bác giá còn 80k nhá. Lên cho em là thái gỗ này. Đó, thái gỗ. Giá của nó sẽ là 80k nhá. 80.000 cho một con dao thái gỗ như này các bác này. Đó, 80k. Con này thì chiều dài khoảng gần 30cm. Hàng của thương hiệu Seki Japan này, made in Japan các bác nhá. Nó rất chất lượng cho bác luôn. Tiếp theo thì em về cho bác cái con gọt gỗ nhá. Con gọt gỗ này. Đấy. Hàng cũng của thương hiệu Asaka này. Đấy, Asaka Japan này. Chữ khắc chìm như này luôn. Con này thì cũng khá là bén luôn nhá. Để em dọc giấy cho bác xem này. Đấy, rất là bén luôn con này. Dao thì siêu bén cho bác luôn. Đây các bác thấy không? Đấy, dao rất là bén nhá. Dọc giấy cực kỳ là ngon luôn các bác thấy không? Đấy, rất là bén này. Đó. Dao rất là bén luôn. Đó. Và con này thì bên shop cũng đang gửi tới các bác cái giá đó là 40.000 nhá. 40.000 cho một con dao gọt gỗ như này. Các bác lên cho em là gọt gỗ nhá. Đấy, gọt gỗ này. Đấy, các bác lên cho em là gọt gỗ nhá. Con này con to là thái, còn con này là gọt gỗ này. Gọt gỗ giá của nó sẽ là 40k nhá. 40k. Đó. 40k cho một con dao gọt gỗ như này các bác này. Đấy, 40k. Đấy thì combo của nó sẽ bao gồm là 3 con như này. Nếu mà các bác mua 3 con thì bên shop sẽ gửi tới các bác cái giá đó là 180.000, đó là 260.000 nhá. 260.000 thì sẽ được tặng kèm con này các bác nhá. Đấy, mua 2 thì sẽ được tặng 1. Đấy, mua 2 con này thì sẽ mua 2 con to thì được tặng một con nhỏ như này. Còn các bác mua lẻ thì không được tặng nhá. Còn là mua 2 con nhỏ, 2 con to thì sẽ được tặng còn một con nhỏ như này. Tổng của nó sẽ là 260.000 nhá. 260.000 bộ 3 dao như này và bao ship đến tận nhà cho bác luôn. Đó. Lên mã giúp cho em là bộ 3 dao cán gỗ nhá. Giá của nó sẽ là 260.000 và bao ship đến tận nhà cho bác luôn. Đó, bộ 3 dao cán gỗ này. Đó, bộ 3 dao cán gỗ nhá. 3 dao cán gỗ. Giá của nó sẽ là 260k nhá. 260k và bao ship tận nhà cho bác luôn. Chỉ có 260.000 thôi và các bác sẽ nhận được bộ 3 con dao như này, hàng thép trắng của Nhật không gỉ nhá, cực kỳ dày dẫn chắc chắn và sắc bén cho các bác luôn. Bộ 3 dao như này, giá sẽ là 260.000, bao ship tận nhà cho các bác nhá. Đó. Sản phẩm tiếp theo đó là hôm nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái các bác lên cho em đó là kẹo. Các bác lên cho em là kẹo chuột nhá. Đó, kẹo chuột. Đó. Thì cái này thì hàng của Thái Lan nhá. Đấy, kẹo chuột. Đây, nó sẽ là một cái viên thuốc dạng hình viên kẹo như này. Đấy, các bác lên cho em là kẹo chuột nhá. Con này thì siêu nhạy cho bác luôn. Màu hồng nhá. Đấy. Riêng con chuột là cái màu hồng này nó rất là bị thu hút nhá, rất là bị thu hút luôn. Đấy, cho nên là khi mà các bác sử dụng cái này thì nó rất là nhạy các bác. Về nhà thì các bác chỉ cần là cho rắc 10-20 viên vào các cái khu vực nào nhiều chuột, nhiều chuột qua lại, chuột to, chuột nhỏ, chuột nhà, chuột đồng, chuột lớn, chuột bé, chuột mẹ, chuột con nha các bác nhá. Đấy. Các bác chỉ cần rắc cho em vài chục viên vào cái khu vực mà nó hay đi lại. Đấy là sẽ dính luôn. Đấy thì hàng này nó sẽ là hàng nguyên đai nguyên kiện nhập khẩu trực tiếp từ Thái Lan nhá. Đấy, mã tem, mã cốt, mã vạch đàng hoàng, nhập khẩu trực tiếp từ Thái Lan và thị phần bán của nó sẽ là số 1 của Thái Lan luôn nhá. Bán số 1 của Thái Lan luôn. Đấy, bên shop cũng bán rất là nhiều nhá. Các bác lên cho em là kẹo chuột này. Đó,
Kẹo chuột giá của nó sẽ là 30k trên một hộp như này nhá. 30k trên hộp như này. Hàng siêu nhạy cho các bác luôn, hàng siêu nhạy cho các bác luôn. Đó, 30.000 cho một hộp kẹo chuột như này thôi. Con này thì nó thị phần bán của nó là số 1 của Thái Lan luôn. Đây, chuột ăn là nó sẽ chết cả đàn luôn nhá, chết cả đàn luôn, rất là tốt luôn. Sản phẩm tiếp theo, đó là nay bên shop tiếp tục về cho bác kia thuốc trị đau dạ dày các bác nhá, thuốc trị đau dạ dày. Đấy thì cái này giá của nó là bao nhiêu? Đau dạ dày này. 90.000 cho một vỉ như này nhá, 90.000 cho một hộp như này. Bao gồm cho các bác là 5 vỉ nhá. Đấy, 90.000 cho một hộp như này bao gồm cho các bác là 5 vỉ này. Thuốc đau dạ dày 1234, dòng này thì siêu nhạy luôn. Hàng nội địa của Nhật cực kỳ cao cấp luôn. Đấy. Nó là dòng thuốc nam nhá, uống cực kỳ an toàn luôn. Các bác cứ uống cho em một liệu trình là một tuần, sau đó thì mình lại nghỉ và mình lại uống tiếp thì rất là tốt các nhá. Đấy, một tuần sau đó thì các bác nghỉ từ 3 đến 5 ngày. Sau đó các bác lại uống tiếp cho em, uống liên tục cho em trong vòng là khoảng 3 đến 5 hộp là các bác sẽ trị dứt điểm được cái chứng đau dạ dày luôn nhá. Dạ dày rồi đại tràng các thứ, rồi đại tràng co thắt, rồi nói chung là kích thích ruột các thứ. Các bác dùng cho em là cực kỳ ok luôn. Lên mã giúp cho em là thuốc đau dạ dày nhá, thuốc đau dạ dày. Giá của nó sẽ là 90.000 cho một hộp, bao gồm cho các bác là 1 2 3 4 5 vỉ như này. Đấy, 5 vỉ và mỗi vỉ này của nó sẽ là 10 viên nhá. Các bác uống thì cứ uống cách Nhật ra cho em nhá. Đấy, cách Nhật ra cho em cứ uống một tuần, sau đó thì nghỉ 3 ngày rồi các bác lại uống tiếp. Mỗi lần thì các bác uống thì uống cho em là 2 đến 3 viên. 2 đến 3 viên à? Uống trước ăn à? 2 đến 3 viên và uống sau ăn cho em nhá. Đấy, mỗi lần thì uống từ 2 đến 3 viên và uống sau ăn cho em. Đấy, hắn trong cùng đi. Lên mã giúp cho em là thuốc đau dạ dày nhá. Giá của nó sẽ là 90k cho loại thuốc đau dạ dày như này. Sản phẩm tiếp theo, đó là nay bên shop tiếp tục về cho bác cái điện thoại nhá. Thì nó sẽ có dòng 1 SIM và dòng 2 SIM. Đó. Con này thì nó sẽ là điện thoại 2 SIM này. Đấy, bỏ anh cái 1 SIM ở đây. Đấy, con này là sẽ là điện thoại 2 SIM, đều là hàng của thương hiệu Nokia hết nhá. Nokia hết. Pin biếc thì các thứ em để bên ngoài hết, về nhà các bác lắp pin vào cho em. Lắp pin rồi có cả củ sạc đầy đủ. Con này thì bên shop bán rất là nhiều rồi. Bây giờ nếu các bác ra ngoài cửa hàng mà mua một cái điện thoại, nó cũng phải bán cho các bác là từ 3 đến 500 nghìn. Đó, thấp nhất là cũng phải 280 đến 300. Đấy, nhưng mà đây bên shop bán cho các bác giá chỉ có 230.000 thôi. 230.000 cho một con điện thoại Nokia 2 SIM như này và bao ship đến tận nhà cho bác luôn nhá. Con này sẽ là con 2 SIM nhá. Đấy, các bác chọn chế độ tiếng Việt cho em này. Đấy, sau đó là ok này. Đó, đã xong. Đó thì cái này nó có tiếng Việt, tiếng Anh và rất nhiều ngôn ngữ khác nhá. Con này là 2 SIM nhá. Đó, lên cho em là điện thoại 2 SIM, giá sẽ là 230.000 và bao ship đến tận nhà cho các bác luôn. Đó, đây là điện thoại 2 SIM nhá. Có cho các bác dòng điện thoại 1 SIM luôn. 1 SIM thì nó sẽ rẻ hơn một chút nhá. Đấy, lên cho em là điện thoại 2 SIM này. Điện thoại 2 SIM giá của nó sẽ là 230k và bao SIM tận nhà cho bác luôn. Đó. Tiếp theo thì có cho các bác là cái dòng 1 SIM nhá. Con 1 SIM này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 150.000 nhá. 150.000 cho một em điện thoại 1 SIM như này. Đấy, cũng hàng của thương hiệu Nokia hết này, hàng Nokia made in Japan các nhá. Đấy. Bao gồm cho các bác là một con điện thoại như này kèm thêm một pin, một đốc sạc. Đấy, giá chỉ có 150.000 thôi. Hàng của thương hiệu Nokia nhá. Đây Nokia hết này. Đấy, logo riếc của Nokia nhá. Đó thì con này giá bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 150.000 thôi. Đây, bật nguồn cho các bác xem này. Đấy, Nokia logo của hãng này. Lên cho em là điện thoại Nokia nhá. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 150.000. Đó, cho một con điện thoại Nokia như này. Đấy. Các bác nhá, rất là ngon lành luôn. Đấy. Phím to rõ ràng. Đấy. Logo của hãng này. Đấy. Giá sẽ là 150.000 nhá. 150.000. Lên cho em là điện thoại Nokia 1 SIM. Đấy, lên cho em là điện thoại 1 SIM nhá. Đó, điện thoại 1 SIM. Giá sẽ là 150k. Đó. 150k cho con điện thoại 1 SIM nhá. 1 SIM. Đó, 1 SIM giá sẽ là 150k. Đó. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái bình voi các bác nhá. Đấy. Các bác lên mã giúp cho em là bình voi này. Đây nó sẽ là một con bình dung tích của nó sẽ là 1,2 lít nhá. 1,2 lít. Đấy, và con này thì nó sẽ có cả quai sách, quai đeo như này đầy đủ cho bác luôn. Về nhà nó sẽ có cái quai này, về nhà các bác lắp vào cho em này. Hàng của Nhật này. Con này thì nó sẽ là dung tích là 1,2 lít nhá. Đó đây, quai của nó đây các bác này. Đấy. Thì hôm trước bên em có cái 1 lít 3 nha, 1 lít 3 nó hết rồi thì hàng phổ thông vẫn là 1 lít 2. Đây các bác lắp cái quai này vào cho em này, lắp cái quai này vào nhá. Đấy, cái quai này lắp đúng cái lẫy cho em. Đây. Ở đây thì nó sẽ có cho các bác là một cái ống hút, nó dòng gọi là dòng là ống hút thông minh nhá, ống hút thông minh. Thì con này về nhà các bác bóc ra cho em này. Đấy, bóc ra cho em, sau đó thì mình sử dụng cái phần ống hút này. Đây. Đấy, bóc ra cho em này, sau đó thì mình ống hút này nó sẽ có hai đầu. Một đầu của nó sẽ là mềm, đầu mềm thì các bác cho ống dưới và đầu cứng cho lên trên. Sau đó thì các bác lắp vào đây cho em. Đây, hàng inox 304 này, sáng bóng này, giữ nhiệt cho các bác luôn. Đấy, giữ nhiệt 24 giờ luôn các bác nhá, giữ nhiệt 24 giờ luôn. Đó. Đấy, giữ nóng giữ lạnh nhá. Đấy, nóng lạnh cho các bác luôn. Cực kỳ là ok luôn. Bỏ sang cái giá rộng bên này này. Giữ nóng giữ lạnh cho bác luôn nhá. Đây, đây các bác này. Đấy, con này thì các bác chỉ cần
sập vào cái em này xong này. Đấy, sập này là xong. Đó, đây, đậy nắp vào. Nó rất chắc chắn luôn, dung tích 1,2 lít. Còn khi các bác mở nắp ra thì chỉ cần bật này là ra là cái nắp nó, cái ống hút này nó sẽ đẩy lên, nó rất là tiện. Đó, và giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá rất hợp lý nhá. Lên mã giúp cho em đó là bình voi nhá. Đấy, lên cho em là bình voi. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 160.000 nhá. Đó, lên cho em là bình voi này. Đó, bình voi, dung tích là 1,2 lít, giá sẽ là 160k nhá. Đấy, 1,2 lít nhá, dung tích là 1,2 lít, giá sẽ là 160k. Đó, 160.000 cho con bình voi như này. Đó, sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho bác cái con robot hút bụi nhá. Robot hút bụi. Con này thì nó cũng khá là tiện dụng luôn, để cho các bác sử dụng trong các cái vệ sinh hàng ngày. Đó, vệ sinh hàng ngày, vệ sinh nhà cửa các bác nhá, rất là tiện luôn. Đấy, con này thì nó hút rất là khỏe nhá. Đây. Đấy, hút rất là khỏe luôn. Về nhà các bác tháo cho em cái chân này ra này. Đấy, tháo cái chân này ra. Đó, sau đó thì các bác bật cái nguồn này lên để khởi động này. Đấy. Con nào mà hết pin thì về nhà các bác sạc vào cho em nhá. Con này nó đang bị hết pin mất rồi. Về nhà thì các bác cắm sạc vào cho em mấy phút là được. Đó, thì con này nó đang đây nó có cái phần cản pin này. Các bác tháo cái phần cản pin này ra cho em nhá. Có cái lẫy cản pin ở đây các bác tháo ra cho em. Đó. Sau đó thì các bác sử dụng thôi. Đây nhá. Đây cho các bác quan sát ở bên trong nhá. Đấy, trắng sạch trơn nhá, sạch trơn như này nhá. Đấy, giờ em chỉ cần để xuống dưới chỗ đất này một tí là nó hút là bụi, nó sẽ vào đầy luôn các bạn. Đấy, nó hút là bụi sẽ vào đầy luôn. Đây, thực tế luôn, em giữ màn hình liên tục luôn, quay cho bạn. Đây các bác nhá. Đây, đây con này. Đó. Đấy, em chỉ cần để một tí này thôi là nó hút là bụi sẽ vào đầy luôn nhá. Đó. Đấy, trông thì cái nền thì rất là sạch như này nhưng mà hút một phát là có bụi mịn luôn. Có bụi mịn luôn. Thế mới sợ chứ các bạn. Đó. Đây. Con này nó rất là thông minh luôn, cứ chạm là nó sẽ lùi lại, chạm là nó lùi lại. Đấy, nó quét rất là sạch luôn. Quét rất sạch luôn. Đấy, chạm là nó lùi lại các bác nhá. Cứ chạm là nó lùi lại, nó sẽ quay đầu các bác nhá. Đấy, rất là tiện. Đây, đấy, rất là ngon lành luôn. Và nó quét rất là chậm rãi sạch sẽ, các bác cứ để này thôi. Dòng này thì nó cũng là cái dòng bình thường đấy, có hơn 100.000 cho nên là cái pin của nó cũng vừa phải đấy các bác nhá. Các bác muốn pin trâu thì không có đâu. Con này thì pin nó vừa phải thôi. Đây em sẽ cho các bác xem luôn nhá. Đây, dừng này. Đó. Con này thì pin của nó thì nó chỉ được vài chục phút thôi các bác nhá. Vài chục phút thôi. Đây các bác này. Đấy. Hút một tí mà trong này nó đã đầy bụi rồi các bác này. Đấy, trông thấy chưa? Các bác nhá. Vừa nãy trắng tinh luôn mà bây giờ nó đã bụi mịn nó vào đầy rồi các bạn này. Đấy, bụi đây này. Đấy, bụi nó vào trong các góc này các bạn này. Đấy, mà cái nền nhưng mà tương đối là sạch đấy mà nó vẫn hút vào những cái bụi vào như này. Đấy, và mới có khoảng mấy giây thôi nhá. Các bác cứ để liên tục xem, nó hút rất là sạch luôn. Giá thì chỉ có 130.000 cho một con robot hút bụi này thôi. Lên cho em là robot hút bụi nhá. Giá sẽ là 130k, rất là rẻ luôn các bạn. Đấy, 130.000 các bác nên mua và trải nghiệm nhá. Đấy. Lên cho em là robot hút bụi nhá. Đấy, robot này. Robot hút bụi, lên đúng tên cho em nhá. Robot hút bụi. Giá của nó sẽ là 130k cho con robot hút bụi này. Rồi ok. Các bác nhá, hôm nay thì bên Phạm Huấn tiếp tục về cho bác cái băng keo điện này, hàng về số lượng. Đó, về theo bao như này. Đó, nó là hàng bãi các bác nhá. Và rất là nhiều mã hàng nữa, dây điện bãi Nhật cho các bác. Rất là đẹp, chất lượng luôn. Đó, rồi led các bác nhá. Led dây 5m này và rất nhiều mã hàng. Em sẽ lên video chi tiết để gửi tới các bác. Các bác xem kênh đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Đó. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn, giờ này kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Thì băng keo lô này em về thì nó sẽ là các cái màu xanh đỏ tím vàng như này các bác nhá. Xanh đỏ tím vàng linh tinh như này. Đấy, nhưng chủ yếu là màu đen và màu xám nhá. Hai cái màu phổ thông nó sẽ là màu đen và màu xám. Hàng thì nó sẽ là hàng bãi Nhật nhá. Hàng bãi Nhật như này. Đấy, hàng nội địa của Nhật, made in Japan cho các bác nhá. Băng dính của nó thì nó sẽ là dòng siêu dai siêu dính cho bác luôn, siêu dai siêu dính luôn đây. Hàng made in Japan các bác này. Đó. Hàng nội địa của Nhật nhá. Made in Japan các bác nhá. Đó, made in Japan. Hàng nội địa của Nhật cực kỳ là cao cấp cho các bác luôn. Đấy, băng dính này của nó thì phải nói là nó là dòng băng dính siêu dai và siêu dính luôn và siêu mỏng nhá. Đây. Đấy, nó rất là mỏng này các bác này. Mỏng, dai và dính nhá. Mỏng, dai và dính, rất là dính luôn các bác này. Độ bám dính của nó thì khỏi phải bàn luôn các bác nhá. Đấy, rất là dính luôn nhá. Dai, dính và rất là mỏng. Và cái lõi này của nó gần như không có lõi luôn, gần như không có lõi luôn. Đấy, lõi giấy gần như không có luôn. Hàng thì nó sẽ là hàng nội địa của Nhật, made in Japan cho các bác. Và giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 80.000 cho một đây, made in Japan các bác này. Đó. Hàng made in Japan nhá. Đó. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá rất là tốt luôn. Đây, một cái quận băng keo này thì bán lẻ sẽ là 10.000. Đấy, 10.000 mua cả cân thì nó sẽ là 80.000 một cân nhá. Đấy. Bên shop thì sẽ bán theo combo. Đấy, ví dụ như các bác mua là một quận này sẽ là 10k trên một quận như này nhá. 10.000 trên một quận như này. Đấy. Nó sẽ là 10.000 một quận như này. Đấy, và mua cân thì nó sẽ là 80k một cân nhá. Đấy, 80k trên 1 kg. 1 kg thì nó từ 7 đến 10 quận tùy theo to nhỏ nhá. Tùy theo to nhỏ, 80.000 trên một cân. Và mua nửa cân thì sẽ là 45k nhá. 45k trên nửa cân nhá.
45.000 trên 0,5 kg, 0,5 kg là sẽ là 45k không nhé, 0,5 kg thì sẽ là 45.000, hàng nội địa của Nhật đấy, các thương hiệu luôn, Denka rồi Ramato này, rồi rất là nhiều thương hiệu khác nhau luôn đây đấy, thương hiệu Denka này, made in Japan các bạn này. Đó, giá thì rất là tốt cho bác luôn. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho bác cái lô dây điện vàng nhé. Dây điện vàng thì nó sẽ là một cái dòng dây điện 30m như này. Đấy, 30m như này các bạn. Đấy. Một quận này của nó sẽ là 30m. Có đèn báo đèn biếc đầy đủ luôn. Hàng bãi nội địa của Nhật này. Đấy, hàng của thương hiệu Tachi. Tachi made in Japan các bạn này. Đấy, hàng của thương hiệu Tachi đây. Made in Japan, có đèn báo cho các bác luôn. Dây thì 100% là lõi đồng nhá. Kết nối cực kỳ là ngon luôn. Đầu cắm chuẩn chỉ, kết nối cực kỳ là ngon luôn. Hàng nội địa của Nhật. Nó sẽ có cho các bác là 4 ổ cắm này, 2 ổ cắm chân tròn và 3 ổ cắm là hàng chân khó như này để cho các bác sử dụng nhá. Đó. Rất là ngon lành luôn. Đây, cắm kết nối cực kỳ là ngon. Và giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt nhá. Đó, giá của nó sẽ là 195.000 cho một cuộn dây 30m thế này. Đây, em sẽ cắm điện cho các bác xem. Dây của nó thì siêu mềm luôn các bác nhá. Dây của nó thì nó rất là mềm các bạn. Đây, dây của nó thì nó mềm lắm các bạn. Đây. Đấy, và nó sẽ có cho các bác là đèn báo như này các bạn này. Đấy, có đèn báo luôn. Hàng của thương hiệu Tachi nhá, Tachi made in Japan nhá, made in Japan. Đó. Và giá thì dây rất là mềm như này. Rất là mềm như này nhá. Đấy, dây cực kỳ là mềm cho các bác luôn. Một cuộn này là 30m, dây lõi đồng, dây 1.5 nhá. Dây này của nó là dây 1.5 thôi. Đó, và giá thì rất là tốt cho bác luôn. Ổ thì nó sẽ là dòng ổ đúc nhá, chống va đập thoải mái, có đèn báo nhá. Đấy, có đèn báo như này. Ổ chống va đập thoải mái này, các bác xem. Đập vào tường này. Đây này. Đấy, không có hề ấn gì luôn nhá. Đập vào tường này thoải mái luôn các bác này. Đấy, đang cắm điện vẫn đập bình thường các bác này. Đấy, rất là ngon. Đây, rất là ngon luôn. Con này thì các bác có thể dùng để mình sử dụng cầm anh cửa sổ mình nhá. Các cái thiết bị lặt vặt trong gia đình này, rồi các bác có thể dùng để mình sử dụng cho các cái công việc đều được hết. Tại vì nó rất là dài thì khi mà mình sử dụng là làm các công các việc thì nó đều rất là tiện dụng. Đó, và dây của nó thì tới 30m và dây của nó rất là mềm luôn. Đấy, các bác lên cho em là dây vàng nhá, dây vàng. Lõi của nó sẽ là 1.5. Đó, lên cho em là dây vàng này. Đó. Dây vàng, lõi của nó sẽ là 1.5 ly nhá, 1.5 ly. Và giá của nó sẽ là 195k nhá, 195k. Dây vàng 30m nhá, lên cho em là dây vàng 30m. 195k cho một cuộn như này. Đó. Sản phẩm tiếp theo. Đó là nay bên shop tiếp tục về cho bác cái dây xanh nhá. Dây xanh thì bên em sẽ về nó sẽ có 3 mẫu. Dây này cũng là dây hàng của Nhật nhá. Đấy, hàng của Nhật. Dây này thì cũng rất là cao cấp luôn. Dây này của nó thì nó sẽ là lõi 2.5 nhá. Lõi 2.5 cho các bác này. Đấy. Hàng của Japan này, CU này. Đấy, Japan CU đây. Đấy, CU Japan này, lõi 2.5 nhá. Cực kỳ dày dẫn và chắc chắn luôn, rất là mềm nhá, rất mềm như này. Đấy, FA 2.5 này, CU này. Đấy, Japan CU nhá. Đó. Công suất của nó từ 300 đến 500 V nhá, từ 300 500 V. Dây 2.5 đó. Và nó là hai dây nhá. Cũng có đèn báo nhá, có đèn báo đập phá thoải mái luôn, có đèn báo chống va đập đập phá thoải mái. Kéo cho anh cái ổ điện ra đây. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá một con dây ổ đúc như này thì bên em sẽ bán theo mét nhá. Đấy, theo mét thì nó có dòng 5 mét này. Có cái dây bên này này. Dòng 5 mét này, dòng 10 mét này. Đấy. 5 mét, 10 mét và qua vẫn treo đây thấy. Em cắm điện cho các bác xem này. Đấy, có đèn báo như này. Có đèn báo và nó cũng là dòng dây ổ đúc nhá. Cắm điện thì nó sẽ lên đèn báo rất là sáng luôn. Thì khi mà các bác làm chiến công trình trước con này thì rất là ok. Con này thì dây 2.5 cho nên các bác dùng máy khoan, máy cắt, máy mài và các cái loại máy rất là ok luôn. Ăn lẩu ăn liếc cực kỳ thoải mái luôn và rất là tiện dụng, có quai đeo quai sách như này. Rất tiện dụng các bác này. Đây. Hàng này thì đập phá thoải mái luôn các bác nhá. Hàng dây cao su này thì đập thoải mái các bác này. Đây. Đấy, đập này. Đấy, đập thoải mái luôn các bác nhá. Nó là dòng cao su non. Đấy, nó là dòng cao su non cho nên là dùng cực kỳ là yên tâm luôn. Đây. Nó sẽ là dòng cao su non như này các bác này. Mã này thì bên em sẽ có cho các bác là 3 mẫu nhá. Một mẫu là 5m này, mấy mẫu là 10m và một mẫu là 30m. Đấy thì các bác lên cho em là dây xanh nhá, dây xanh. Đó thì nó sẽ có 3 mẫu như này. Thì bên em sẽ lên giá cho các bác từng mẫu một. Đấy thì các bác lên cho em là dây xanh nhá, dây xanh này. Đó, dây xanh. Dòng 10m. Đấy, 5m. 5m thì nó sẽ là 220k nhá, 220k. Đó. 10m thì giá của nó sẽ là 330.000. Và 30m nó bằng cái dây vàng ấy, nhưng mà lõi nó là lõi 2.5 hết nhá. Giá của nó sẽ là 650.000 nhá, 650k. Đó. 650.000. Thì con này của nó đều là lõi 2.5 nhá. Lõi
2,5 ly nhá. Các bác lên cho em là dây xanh nhá. Đấy, có loại dây xanh, dây vàng như này. Có hai mẫu, tùy theo các bác muốn lấy mẫu nào thì lấy. Mã sản phẩm tiếp theo đó là nay lên shop tiếp tục về cho các bác một cái dòng sản phẩm, đó là cái các bác lên cho em đó là cái dây led 5m nhá. Đấy, bên shop lại về cho các bác cái led 5m này để các bác trang trí decor rồi trong tủ, rồi nói chung là trang trí đa di năng ở các nơi. Con này của nó thì nó sẽ có cho các bác là một cái dán như này, một cái lớp băng dính hai mặt như này. Về nhà các bác bóc ra dán vào cho em. Và một cuộn này của nó là 5m nhá. Đấy, 5m. Và khi kết nối thì các bác lưu ý cho em là kết nối là đúng cái chiều mũi tên này đâm vào nhau nhá. Đấy, ở đây thì nó sẽ có hai cái mũi tên này. Đấy. Ở đây thì nó sẽ có hai cái mũi tên thì các bác kết nối đúng cho em hai cái mũi tên này đâm vào nhau nhá. Hai cái mũi tên này các bác này. Các bác nhìn cho em hai cái mũi tên này nhá. Đó, đây nó sẽ có cho các bác là hai cái mũi tên như này các bác này. Đấy thì phải đấu đầu hai cái mũi tên này vào nhau mới được nhá. Đấy. Sau đó thì các bác cắm cái cục nguồn vào đây này. Cắm cục nguồn vào đây. Đấy là các bác điều chỉnh là xong. Đây. Đấy. Cắm cục nguồn vào đây là các bác điều chỉnh được này. Đấy. Đây. Đấy thì nếu mà các bác cắm mà nó không lên ấy thì các bác đảo chiều lại cho em cho nó lên nhá. Đó. Đây. Đấy. Đây các bác cắm như này mà nó không lên thì các bác đảo chiều lại cho em nhá. Đấy. Đảo chiều lại kết nối lại cho em để cho nó lên nhá. Đúng cái chiều mũi tên thì mới được các bác. Đó. Đúng cái chiều hai cái mũi tên này nó sập vào nhau thì mới được. Đấy, hai mũi tên này sập vào nhau mới được các bác này. Đó, đúng chiều hai mũi tên này sập vào nhau là ok nhá. Đấy các bác nhá. Đó, đây. Đấy, cái nào các bác cắm không lên thì các bác kết nối lại cho em. Đấy các bác cắm đúng chiều mũi tên cho em là nó sẽ lên nhá. Một cuộn này của nó là 5m này. Đấy và nó sẽ có cho các bác là điều khiển này, tắt này, bật này các bác này. Khi các bác tắt bật thì các bác chí nó vào cái đầu nguồn này cho em này. Ở đây nó sẽ có một cái con mắt thần ở đây này. Mắt thần ở đây thì các bác chí vào cái chỗ nguồn này thì nó mới lên, nó ăn được cái con mắt thần này nhá. Điều khiển nó phải ăn con mắt, chứ các bác chí vào cái dây này nó sẽ không ăn đâu. Phải chí vào cái mắt này nhá, chí vào cái mắt cục nguồn này này. Đấy, tắt đi này, bật lên này. Đấy. Và các cái chế độ sáng này, rất nhiều chế độ sáng khác nhau luôn. Đó, chế độ sáng led này các bác này. Đó, ánh sáng vàng này, ánh sáng xanh, sáng trắng này. Đấy, rồi flash này, đảo màu các kiểu con là điểu luôn. Con này thì của nó thì nó sẽ là dài 5m nhá và nó có cho các bác là một cái gọi là một cái băng dính hai mặt như này. Thì các bác có thể dán trên tủ này, kệ này, rồi là các cái khu vực khác đều được. Nó qua một cái con cục nguồn như này rồi cho nên các bác dùng nó yên tâm, không lo bị gọi là bị điện giật hay thế nào cả. Đấy, về nhà các bác cứ bóc ra dán vào cho em là xong. Đấy, nó sẽ có điều chỉnh các cái chế độ khác nhau nhá. Flash này. Đấy, ánh sáng xanh, ánh sáng đỏ này. Đấy, rồi xoáy vòng tròn này, rồi ánh sáng vàng này, đầy đủ cho các bác luôn. Đấy, nháy các kiểu con là điều luôn nhá. Đó, nháy các kiểu con là điều luôn. Rất là tiện. Và giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá rất hợp lý nhá. Lên mã giúp cho em đó là led 5m nhá. Tắt đi bật lên này, rất là ngon luôn. Led 5m, giá thì bên shop đang gửi tới một cái bộ led 5m như này. Giá của nó sẽ là 85.000 nhá. Lên cho em là led 5m này, đó. Led 5m, giá của nó sẽ là 85k nhá. 85k cho một cuộn led 5m này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái cưa lách các bác nhá. Cưa lách này, đấy. Cưa lách hàng nội địa của Nhật, cực kỳ cao cấp cho các bác luôn. Đấy, chiều dài của lưỡi thì vào khoảng là 25 cm. Hàng made in Japan nhá, nội địa của Nhật đây, made in Japan các bác này. Đó. Con này thì bên shop cũng bán rất là nhiều rồi. Cán của nó thì bằng gỗ được làm thủ công rất là đẹp này, dập đột cực kỳ kỹ càng luôn. Hàng made in Japan các nhá. Đó, made in Japan đây các bác này. Đó. Lưỡi của nó thì rất là mềm luôn nhá, rất là mềm luôn. Bẻ cong thoải mái các bác này. Đấy, bẻ cong thoải mái. Thì con này các bác dùng về cưa cây, cưa cành rồi làm các công việc về thợ cảnh cực kỳ là ngon luôn. Đấy, nó rất là bén nhá. Đấy, lên mã cho em là cưa lách nhá. Cưa lách. Giá của nó sẽ là bao tiền cưa lách đấy. Cưa lách. Các bác lên cho em là cưa lách nhá. Giá của nó sẽ là 40.000 cho con cưa lách này. Đấy, lên cho em là cưa lách này. Đó. Cưa lách giá của nó sẽ là 40k nhá. 40k cho một con cưa lách như này thôi. Giá rất hợp lý cho bác luôn. Rồi ok. Sản phẩm tiếp theo trong ngày hôm nay đó là bên shop về cho bác cái bộ dao chuyên Thái các bác nhá. Các bác lên cho em là bộ dao chuyên Thái. Con này thì nó sẽ là hàng nguyên đai nguyên kiện trong hộp như này. Và cái giá thì bên shop cũng đang chiên khách hàng gửi tới các bác cái giá rất hạt rẻ luôn. Một bộ dao của Nhật này. Hàng của thương hiệu Asaka Japan nhá. Toàn bộ chữ Nhật hết các bác này. Đấy. Và giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá rất là tốt luôn. Đó. Chỉ có cho các bác là 150.000 thôi. 150.000 cho một cái bộ dao như này. Đấy. 150.000 cho một cái bộ dao như này các bác này. Rất là chất lượng luôn các bác nhá. Đó, ở đây thì sẽ có cho các bác là một cái giá đỡ này. Đấy, một giá đỡ như này. Một cái giá đỡ này các bác nhá. Đầu tiên nó sẽ có cho các bác là một cái giá đỡ như này các bác này. Cái giá đỡ này thì nó sẽ là bằng nhựa meca rất là đẹp luôn nhá. Một giá đỡ này.
tiếp theo thì nó sẽ có cho các bác là đây, một cái bộ dao ở trong này. Đấy, một cái bộ dao ở trong này. Đấy, với rất là nhiều món luôn. Đây em sẽ, đây các bác này. Đấy, đây thì nó sẽ rất là nhiều món này. Đầu tiên thì nó sẽ có cho các bác là một cái kéo nhé. Con kéo này thì rất là dày dẫn chắc chắn luôn, cắt thì rất là ngon này các bác này. Đấy, cắt rất là ngon luôn. Đó, đây cắt rất ngon. Thì con này đầu tiên thì các bác có thể dùng để mình cắt rất là ngon luôn các bác này. Đấy, cắt rất là ngon luôn con này. Đấy, cắt rất là ngon. Con này thì thứ nhất là dùng để cắt này, thứ hai là dùng để khui bia này, thứ ba dùng để mở nắp chai và kẹp cua ghẹ nhá. Đấy, cắt khui bia, mở nắp chai, kẹp cua ghẹ. Đó, các bác dắt vào đây cho em. Đấy, tiếp theo thì nó sẽ là có cho các bác là một con liếc này. Đấy, con này là một con liếc này. Con liếc này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là, con liếc này thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là chiều dài của nó sẽ là khoảng 25-27 cm nhá. Đấy, một con liếc này. Tiếp theo là đến ba con dao nhé, sẽ có cho các bác là ba con dao luôn. Đó, ba con dao thì dao này của nó thì nó sẽ là dòng để chuyên để thái thôi nhé, không chặt được đâu. Đó, lưu ý các bác vậy, cho nên là em lên cho các bác là bộ dao chuyên thái nhé, giá sẽ là 150.000. đây. Đấy, em sẽ dọc giấy cho bác xem này. Đây. Đấy nha, dọc giấy cho bác xem nhé, một cái tờ giấy siêu mỏng và rất là nhầu nhĩnh luôn nhé. Đấy, chứ không phải là giấy dày đâu. Đấy, nhưng mà dọc rất là ngon các bác. Đấy, dọc rất là ngon luôn các bác theo. Đây, dọc giấy rất là ngon như này là khá là ok rồi các nhá. Đó, dao rất là bén luôn các nhá. Dao rất là bén luôn. Bộ dao chuyên thái nhá. Đấy. Đầu tiên thì nó sẽ là một con dao như này, chiều dài khoảng 30 cm, hàng thương hiệu Asaka Japan này. Đó, hàng nội địa của Nhật cực kỳ cao cấp cho các bác luôn. Đó, các bác dắt vào đây cho em. Đấy, con này dài khoảng 28 đến 30 cm nhá. Tiếp theo là một con thái bản to này. Con này thì cũng khá là bén luôn các bạn. Đây. Cũng khá là bén luôn các bác này. Đấy, dao rất là bén luôn. Đây, test cho bác xem. Đây. Dao thì nó hơi mỏng mình một tí nhưng mà đổi lại thì nó bén lắm các bạn. Đấy, bén lắm. Về nhà các bác dùng cẩn thận kẻo đứt tay nhé. Đấy, rất là bén luôn. Dao thì siêu bén cho các bác luôn các bạn này. Mà cái giá của nó thì lại rất là hợp lý nhá, chỉ có 150.000 thôi. 150.000 cho một cái bộ dao như này các bạn này. Đấy, 150k cho một bộ dao như này rất tuyệt vời luôn. Đó. Tiếp theo thì nó sẽ có cho các bác là một con dao, con này thì mình nó dày hơn một chút. Con này thì các bác có thể dùng để băm nhẹ được. Đây để em thử dọc giấy xem, cũng rất là sắc luôn các bác nhá. Đấy. Con này thì các bác có thể dùng để băm nhẹ được nhé, chứ còn chặt là không chặt được đâu nhé. Lưu ý các bác thế luôn. Đó. Bộ này thì các bác chỉ dùng chuyên để thái thôi nhé. Đấy. Thì nó sẽ có cho các bác là combo như này. Combo bao gồm cho các bác là một bộ dao như này các bác này. Đấy. Đầu tiên là một con dao chuyên để thái này. Đấy. Tiếp theo là một con thái bản to này. Một con thái bản to này. Đấy. Tiếp theo nữa là một con dao... con dao này là các bác dùng để vừa thái vừa băm nhẹ nhàng thôi, chứ còn không chặt được nhé. Băm thịt, băm thiếc là ok nhé. Một cái kéo này, đấy, kéo trong nhà bếp này, và một cái liếc này. Cái liếc này thì khi nào các bác dùng cái bộ dao này nó nhụt khoảng 2-3 năm nó nhụt thì mình mới phải dùng đến nhá. Đấy, dùng bộ dao này các bác để trong gian bếp nhà mình thì cực kỳ chất lượng và xịn sò luôn. Và cái giá thì nó rất là ưu đãi nhá. Lên mã xem là bộ dao chuyên thái nhá. Đấy, bộ dao chuyên thái. Đấy. Bộ dao chuyên thái nhá, giá của nó sẽ là 150.000. 150k cho bộ dao chuyên thái như này. Đó. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái tinh dầu xả các bác nhé. Đấy, tinh dầu xả các bác này. Đấy, các bác lên cho em là tinh dầu xả chanh nhé. Đấy, hoặc tinh dầu xả là được rồi. Đó, nó sẽ là một cái lọ tinh dầu xả như này. Bên shop bán thì sẽ là 15.000 cho một lọ như này nhá. 15.000 cho một lọ tinh dầu xả như này. Đấy. Có phải 15.000 đâu. 15.000 cho một lọ tinh dầu xả như này nhá. Cái này thì nó rất là thơm luôn. Thì về nhà các bác có thể xịt vào trong các cái khu vực như là phòng ngủ này để khử mùi này, hoặc là nhà tắm, nhà vệ sinh, toilet, hoặc là các bác chuyên xịt vào phòng đây. Đấy, tinh dầu xả xịt phòng này. Đấy, xua đổi côn trùng, khử mùi hiệu quả, tránh ẩm mốc này, hương thơm dễ chịu này, mang lại cảm giác thoải mái nhá. Đấy, và giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 15k cho một lọ như này nhá. Bác nào mua từ 3 lọ trở lên thì sẽ là bằng 40.000 nhá. 3 lọ sẽ là bằng 40k. 15.000 cho một lọ tinh dầu xả như này và 3 lọ sẽ là 40.000. Chỗ em nó đang hơi mưa, nó hơi ồn, các bác có thể chỉnh cái âm lượng to lên một chút nhá. Tinh dầu xả này. Tiếp theo thì em lên cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái bộ đôi nạo các bác nhá. Các bác lên cho em là bộ đôi nạo Đức nhá. Bộ đôi nạo Đức như này. Đấy, sẽ bao gồm cho các bác là 2 chiếc nạo nhá, 2 chiếc nạo. Đây. Đấy, nó sẽ là một cái nạo, cái này thì các bác dùng để nạo vỏ này. Đấy, cái này cũng nạo vỏ nhưng mà nó sẽ là một con nạo theo kiểu là dọc và một con nạo ngang như này. Đấy, hai con nạo như này nhá. Hàng thương hiệu Winling của Đức, hai hình người nhá. Và giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn. Đó. Các bác lên cho em là bộ đôi nạo Đức nhá, bộ đôi nạo Đức. Đó, bộ đôi nạo Đức này.
Các bác lên cho em là bộ đôi nạo đức nhá. Một bộ này của nó thì nó sẽ là hàng đựng nguyên đai nguyên kiện trong hộp như này nhá. Đấy, nguyên đai nguyên kiện trong một cái hộp như này. Hàng thương hiệu Nguyên Linh của Đức và nó sẽ bao gồm cho các bác là hai chiếc hàng cực kỳ to tát dày dẫn chắc chắn luôn. Có in logo của hãng này, thương hiệu Nguyên Linh các bác này. Đấy, Nguyên Linh hai hình người của Đức đây. Đó thì combo cho các bác là một bộ đôi như này bao gồm cho các bác là hai chiếc như này. Đấy, lên xem là bộ đôi nạo Đức nhá. Giá bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 70.000 cho một cái bộ đôi hai chiếc nạo như này. Đấy, lên xem là bộ đôi nạo Đức này. Bộ đôi này, nạo Đức nhá. Bộ đôi nạo Đức. Đó, giá của nó sẽ là 70k nhá. 70.000 cho hai chiếc nạo như này. Cái này thì các bác nên mua, hàng nó khá là dày dẫn chắc chắn luôn các bác này. Đấy, bằng hợp kim dày dẫn chắc chắn cho các bác luôn. Đó. Bên trên thì nó sẽ có bo cho các bác là một cái lớp nhựa chống trơn trượt này. Đấy, con này thì các bác dùng để nạo hoa quả này. Còn con này thì các bác dùng để nạo củ này. Con này thì nạo củ nhá. Con này nạo củ rất là ok. Còn con này thì nạo hoa quả, nạo quả xoài, quả xiếc thì cầm như này nạo rất là ok luôn. Combo cho các bác hai chiếc như này. Bật anh quạt đi. Combo của bác là hai chiếc như này, giá bật quạt. Giá bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 70.000 nhá. Lên mã giúp cho em là bộ đôi nạo Đức nhá. Bộ đôi nạo Đức tức là hai chiếc. Đấy, bộ đôi nạo Đức giá sẽ là 70.000. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho bác cái sản phẩm đó là cái kéo tỉa nhá. Các bác lên cho em là kéo tỉa 25 nhá. Kéo tỉa 25. Giá thì chỉ có 40.000 cho một cái kéo tỉa 25 như này thôi. Hàng made in Japan các bác nhá. Made in Japan. Hàng nội địa của Nhật cực kỳ cao cấp cho các bác luôn. Con này thì dòng này nó sẽ là dòng siêu bén rồi. Các bác có thể dùng cắt tỉa cây, tỉa cành đều ok hết nhá. Đấy. Hàng made in Japan này. Hàng nội địa của Nhật cực kỳ cao cấp luôn. Đấy. Chiều dài của nó thì vào khoảng là 24-25 cm. Cho nên là bên shop lên cho các bác là kéo tỉa 25 nhá. Kéo tỉa 25. Giá của nó thì chỉ có 40.000 thôi. 40.000 cho một con kéo tỉa 25 như này, giá siêu tốt cho bác luôn. Lên cho em là kéo tỉa 25 nhá. Đấy. Kéo tỉa 25, giá của nó sẽ là 40k nhá. 40.000 cho một chiếc kéo tỉa như này, không thể tin nổi luôn các bác nhá. Đấy, hàng thì cực kỳ chất lượng và giá thì rất là tốt, hàng nội địa của Nhật đây. Made in Japan các bác nhá. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái kéo đó là cái con kéo đúc nhá. Các bác lên cho em là kéo đúc này. Nó cũng là hàng bãi, hàng của Nhật nhá, hàng bãi Nhật nhá. Đó. Bên shop thì thanh lý được trong các hệ thống siêu thị cho nên là cái giá của nó cực kỳ là tốt luôn. Con này thì cũng siêu bén luôn. Các bác dùng để cắt cây, cắt cành thì cực kỳ là ok luôn. Hàng đúc liền thân như này nhá, made in Japan này. Đó. Made in Japan, hàng đúc liền thân cho các bác luôn. Đó, đây. Hàng bãi Nhật made in Japan các bác này. Đó, chữ khắc chìm trên thân luôn. Đấy, made in Japan nhá. Có cả chữ triện của Nhật này. Hàng đúc liền thân cực kỳ dày dẫn và chắc chắn. Giá thì bên shop đang tri ân khách hàng gửi tới các bác giá siêu rẻ luôn. Lên cho em là kéo cành đúc nhá. Kéo cành đúc giá của nó sẽ là 130.000. Đó. Các bác lên cho em là kéo cành đúc này. Kéo cành đúc nhá. Kéo cành đúc giá của nó sẽ là 130k nhá. 130k cho một cái em kéo cành đúc như này. Hàng rất là đẹp, dày dẫn chắc chắn và chất lượng. Đấy, lò xo chữ V rất là dễ sử dụng thôi. Cái này các bác có thể thay tháo sử dụng rất là dễ. Bấm cực kỳ là ngon luôn các bác này. Tanh tách luôn nhá. Cắt cành thì lực cắt của nó rất là tốt. Hàng đúc liền thân như này nhá. Hàng đúc liền thân như này không lo bị gãy cán, không lo bị hỏng các bác nhá. Đấy, các bác dùng những cái hàng khác còn lo bị hỏng, nhưng hàng này dùng rất ok luôn. Made in Japan các bác nhá. Đó. Kéo cành đúc giá sẽ là 130.000. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái đưa cho anh cái điện thoại. Ui giời ơi. Đó là cái khóa, các bác lên mã giúp cho em đó là khóa trên là cái này rơi chìa nó đi đâu rồi này. Các bác lên cho em là khóa phanh đĩa nhá, khóa phanh đĩa. Con này thì bên shop đang gửi tới bác một cái khóa phanh đĩa như này, giá của nó sẽ là 60.000. Đó, 60.000 cho một cái khóa phanh đĩa như này thôi. Đó, giá của nó sẽ là 60k nhá, giá cực kỳ tốt luôn. Hàng này của nó sẽ là bằng thép nguyên khối nhá, thép nguyên khối. Các bác có thể dùng mình đập thoải mái luôn các nhá, đập phá thoải mái luôn. Rất là ok luôn. Đó, đây. Các bác chỉ cần là sập vào cái đĩa của xe nhà mình là xong. Đây. Đấy, con này thì chức năng của nó rất đơn giản thôi. Đấy, khi mà các bác khóa thì nó không cần chìa luôn, chỉ cần sập vào này là xong, rất là tiện nhá. Thì ví dụ như là khi mà các bác mang chìa đi thì mình bỏ chìa vào. Đấy, sau đó thì mình sập vào này là xong. Đấy, rất là tiện. Và cái này thì nhỏ nhưng có võ. Cái xe máy xe đạp điện có cái phanh đĩa các bác chỉ cần sập vào này cho em là xong. Trộm mình chỉ có há mồm đứng nhìn thôi các bác nhá. Đấy. Không có cách nào mà lấy trộm vào đâu. Tại vì phanh đĩa mà đã khóa rồi thì không có thể là vào mà dắt được xe đi được các bác nhá. Đấy, còn các bác khóa cổ hay là khóa các cái chức năng đơn giản nó vẫn vào vẫn lấy được. Đấy, lên cho em là khóa phanh đĩa. Giá bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 60.000. Đó. Lên cho em là khóa phanh đĩa nhá. Đó, khóa phanh đĩa này. Khóa phanh đĩa giá của nó sẽ là 60k nhá. 60k cho con khóa phanh đĩa.
Các bạn thấy nó rất là đơn giản nhé. Đấy. Khóa phanh đĩa 50k khiến mọi tên trộm bó tay. Trộm này này. Đấy. Khi mà nó dắt xe mà mới đây trên mạng chia sẻ đoạn khóa bên này là chịu luôn, không thể lấy được. Siêu nhỏ vì chiếc xe máy đã được khóa phanh đĩa. Tên trộm chỉ mất một vài giây để mở khóa mặc định của chiếc xe, nhưng phải vật lộn di chuyển nó đi vì chủ xe này đã trang bị chiếc khóa phanh đĩa. Đấy, không lấy được luôn, xe vứt ra đường luôn nhá. Khiến mọi tên trộm khóc thét. Đó, các bác chỉ cần sập cái này là xong. Không, bây giờ đừng có xài những cái dòng khóa dây này nữa anh ơi. Tại vì mình có thắng đĩa thì mình dùng thắng. Đây nha, có khóa phanh đĩa này, trộm bó tay này. Đấy. Đó mọi người thấy chưa, chiếc khóa luôn. Mình danh vua lì đòn, thách thức kỹ nghệ mọi tên ăn trộm. Bạn nghĩ khóa cổ xe đã đủ an toàn rồi phải không? Vậy thì xem thử anh ăn trộm đây trộm tài nhá. Chỉ cần nhẹ nhàng đặt một chân lên tay lái, vặn người và 1, 2, 3, khóa cổ của xe đã bay ngay. Thế nhưng may mắn là chiếc SH này không chỉ có khóa cổ mà còn có khóa càng nữa. Thế cuối cùng thì tên trộm vẫn phải chán nản bỏ đi tha mạng cho chiếc xe. Đấy, rất là vậy ok thấy luôn. Quan trọng của khóa càng trong việc bảo vệ tài sản. Sập vào là xong nhá. Hôm nay show sẽ tiết lộ cho mọi người một loại khóa càng được mệnh danh là khó cắt nhất, bởi vì nó không có dây như khóa chữ U hay khóa xích, lại được thiết kế thành cục nguyên khối và đầu cắm rất là chuyên biệt luôn. Chiếc khóa này có tên là khóa phanh đĩa, được làm từ thép nguyên khối, không gỉ, ôm vào phanh xe, khiến phanh không thể di chuyển được. Người dùng TikTok có tên là báo đen review còn dùng cả tuyết sắp đập mạnh vào khóa, thế mà khóa vẫn cứ trơ chẳng hề móc méo một tí xíu nào. Đấy, đập của người gì nhá. Chỉ hơn bát phở bò một tí thôi mà lại. Sản phẩm tiếp theo đó là bên shop về cho bác cái con massage 3D thôi nhá. Các bác lên trên là massage 3D, con này thì bên shop đang gửi cho bác cái giá đó là 50.000 cho một con massage 3D như này. Đấy. Các bác này, dùng rất là tiện luôn và rất là sướng luôn. Đấy. Các bác có thể dùng để massage tay, chân rồi nói chung là cổ, vai, gáy, mũi, cằm. Đấy, rất là tốt và giá thì rất hợp lý nhá. Lên cho em là massage 3D. Con này thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 50.000. Các bác chuyên dùng để massage mặt này rồi cổ, vai, gáy này rồi ngực, nói chung là ok hết. Các cái phần nào bị chảy xệ hoặc nhức mỏi các bác có thể dùng để massage chưa? Đây. Đấy, giá thì chỉ có 50k thôi. Lên cho em là massage 3D nhá. Đó. Massage 3D đó, giá của nó sẽ là 50k nhá, 50k đó. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái tô vít V15 nhá. Các bác lên cho em là vít V15. Con này thì bên shop bán rất là nhiều rồi và cái giá của nó rất hợp lý nhá, chỉ có 150.000 cho một con vít V15 như này. Ở đây nó sẽ là một con tô vít và trong nó sẽ có khá là nhiều đầu vít khác nhau. Thì các bác lấy một cái đầu vít bất kỳ này, sau đó thì mình lắp vào đầu vít này mình sử dụng thôi. Đấy, mũi của nó sẽ là đây. Đấy, và con này có thể xoay đảo chiều được nhá, xoay 360 độ đảo chiều các kiểu con đà điểu được luôn. Đó. Có xoáy nhanh, có đảo chiều nhá, có xoáy nhanh, có đảo chiều luôn. Rất là tiện. Và xoay 180 độ được luôn. Hàng của Nhật này, Japan này, đó. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá rất là tốt nhá. Lên mã giúp cho em đó là V15 nhá. Đấy, bên cho em là V15, giá sẽ là 150.000. Đấy, 150.000 cho con V15 như này, rất đẹp, rất tiện dụng luôn. Đấy, đút vào hộp này là xong. Đó. Các bác lên cho em là V15, giá của nó sẽ là 150.000 nhá. V15, giá của nó sẽ là 150k cho con vít V15 như này. Rồi ok. Hello các bác nhân này, bên shop về cho bác cái bộ quần áo mưa rất là đẹp đây. Thì nó sẽ là hàng của thương hiệu Tú Phương, hàng chính hãng nhá. Đó, hàng chính hãng của Tú Phương này. Đấy, đạt 3 cúp vàng của Việt Nam, chất lượng cao này, chống mưa, chống lạnh này. Đấy, đây em sẽ mặc thử cho bác xem luôn. Đấy, combo một cái bộ áo mưa như này. Cỡ này của nó sẽ là cỡ XL các bác nhé. Đó, cỡ khá là to luôn. Đấy, mặc vào thì rất là đẹp các bác này. Giày dẫn chắc chắn nhá. Có cả mũ miếc cho các bác đàng hoàng, chống nắng, chống mưa rồi chống lạnh cho các bác luôn. Rất là ngon lành cành đào các bác này. Đấy, rất là đẹp luôn. Đó, đây. Người mẫu của em đang mặc đây. Rất là đẹp luôn các bác này. Đấy, cài khuy vào này. Rất là ngon lành luôn. Hàng thì cực kỳ chất lượng để phục vụ các bác. Các bác xem kênh đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Đấy, kéo kín cổng cao tường luôn. Đó. Đấy, rất là đẹp đấy các bác này. Đấy, có cả mũ luôn. Lộn ra, mũ đằng sau này. Đấy, mũ thì ở cái đằng sau này nhá. Đây, được rồi. Đấy, đây nó sẽ là cái mũ dắt ở đằng sau như này. Đấy, rồi lấy ra đi. Đội vào. Đó. Đây, có cả mũ cho các bác luôn nhá. Rất là ngon này các bác. Đấy, cái mũ thì nó sẽ lồng ở đằng sau nhá. Đấy. Có cả mũ cho các bác luôn. Đây. Đấy, mũ có cả phần chắn như này, rất là ngon lành cành đào cho các bác này. Đấy, đây, người mẫu bên em đang mặc đây. Cao 1m63 nhá, cao 1m63. Đấy, xoay đằng trước đằng sau xem nào. Ui giời, rất là đẹp luôn các bác nhá. Đấy, đây là người mẫu em là cao 1m63 nhá. Đấy mà mặc rất là chuông chắn và đẹp luôn. Thì các bác có nhu cầu thì có thể liên hệ. Đó, rất là đẹp các bác này. Đây. Cởi ra để xem bên trong này. Đó. Cái áo này thì của nó sẽ là hai lớp các bác nhá, hai lớp cực kỳ là dày dẫn chắc chắn luôn. Đấy, nó sẽ là hai lớp này, được rồi, cởi ra.
Đấy, xe hai lớp này, quần thì cũng rất là rộng luôn nhá. Đấy, các bác có tuổi cân nặng cũng mặc thoải mái luôn. Đây, đấy. Của nó sẽ là thuộc dạng là vải, nó sẽ là vải tráng ni lông nhá. Đấy, thuộc dạng là nước đổ đầu vịt luôn. Cực kỳ dày dẫn và chắc chắn nhá. Đấy, cực kỳ dày dẫn. Tay thì có đai như này. Tay của nó có đai như này để khi các bác sử dụng thì ví dụ như mình đi giày mưa, sợ mưa hoặc là gió nó tốc vào cũng ok. Mặc cả con này đi. Đấy, sợ mưa, sợ gió nó tốc vào cũng ok luôn các bác nhá. Đấy, mưa gió nó tốc vào cũng ok luôn. Và giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá rất hợp lý nhá. Lên cho em là bộ quần áo mưa, giá của nó sẽ là 195.000. Đây, hàng chính hãng của thương hiệu Tú Phương, Tú Phong này. Đấy, áo mưa cao cấp, cỡ của nó là XL nhá. Bên em có XL và có 2XL, 3XL, đầy đủ các cỡ cho bác luôn. Hàng thì nó sẽ là thuộc hàng hàng trần chín như này. Trần chín như này thì các bác yên tâm nhá. Đấy, hàng trần chín như này. Chất liệu của nó thì là bằng vải phủ ni lông. Đấy, không thấm nước nhá. Đó. Tiếp theo thì em lên cho bác cái áo mưa choàng nhá. Các bác lên cho em là áo mưa choàng. Đấy, ở đây thì nó sẽ là dòng áo mưa to, có cả cái tấm kính để gọi là tấm áo mưa trắng để khi các bác sử dụng thì có thể là đèn nó soi được. Và đây thì nó sẽ có cho các bác là một cái choàng ở đằng trước này. Cái này để các bác chùm lên kính ấy. Hai cái này là chùm lên hai cái gương này. Đó, rồi quay đằng sau này. Đó, rất là đẹp luôn nhá. Hàng thì cực kỳ là rộng luôn. Đây các bác xem này. Đấy, khi mà mẫu mặc vào là tới chân luôn, 1m6 mấy mà tới chân luôn. Thì trẻ con thì biết ngồi đằng sau này rất thoải mái này. Đấy, có trẻ con ngồi đằng sau cũng rất là ok. Đó, các bác thấy không? Trẻ con chùm đằng sau ok. Rồi quay đằng trước nào. Đó, rất là rộng các bác này. Đấy, hàng này là hàng loại to nhá, hàng loại to. Rất là đẹp luôn. Dày dẫn chắc chắn rồi, ok. Đó. Đấy, rất là dày dẫn chắc chắn nhá. Chất liệu của nó thì cũng là dạng là vải phủ ni lông đây các bác này. Đó, nó sẽ là dạng vải phủ ni lông như này. Vải phủ ni lông như này các bác này. Đấy, nó sẽ là vải phủ ni lông như này cho nên là dùng cực kỳ là yên tâm luôn. Đó. Và từ những cái đường trần đường máy của nó rất là kỹ luôn. Đây. Đấy, đường trần đường máy của nó rất là kỹ luôn và nó ép chín hết nhá. Ép chín hết cho nên là các bác yên tâm sử dụng đây. Đấy, đường trần đường máy nó ép chín hết các bác này. Đây. Gần 100% là ép chín hết thế này thì các bác yên tâm sử dụng nhá. Đấy, lên mã giúp cho em đó là. Và nó sẽ có cả cái tấm kính như này. Tấm kính như này để các bác che này. Đấy, có cả tấm kính để các bác che luôn. Đó. Đây, nó sẽ có hai cái tấm kính như này để các bác che nhá. Hai cái tấm kính luôn. Đấy, thì đây là cái bên ngoài của nó này các bác. Đấy, khi các bác che nó sẽ che xuôi như này để cho nó khỏi bị nước nó hắt vào mắt nhá. Đấy, có cả che trên mái và che xuôi trước mặt như này. Nó như một cái tấm kính luôn nhá. Và giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là bao nhiêu nhỉ? 100 à? Các bác lên cho em là áo mưa choàng nhá. Áo mưa choàng này. Cái này là áo mưa choàng nhá. Đó. Áo mưa choàng. Áo mưa choàng này thì sẽ là 100k nhá. 100k. Đó. Còn cái này thì các bác lên cho em là bộ quần áo mưa nhá. Đấy, cái này thì các bác lên cho em là bộ quần áo mưa này. Bộ quần áo mưa. Giá của nó sẽ là 195.000. Bộ quần áo mưa này. Cái bộ này là bộ quần áo mưa nhá. Bộ quần áo này. Bộ quần áo mưa. Giá của nó sẽ là 195k nhá. 195k cho bộ quần áo mưa. Còn các bác mua nguyên cái áo choàng cái thì giá chỉ có 100.000 thôi. Giá rất là tốt cho các bác luôn. Đó. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho bác cái đèn hai đầu đây. Đèn hai đầu siêu sáng luôn. Tắt cho cái điện để test luôn. Đó, đèn hai đầu siêu sáng đây. Đây em sẽ chờ tí. Đây em sẽ test thực tế cho bác xem luôn. À, con này thì rất là sáng luôn. Tắt hết, dập cổ dao. Dập cổ dao. Đó, đèn này siêu sáng luôn. Đó, đây em sẽ test cho bác xem này. Đấy. Em sẽ tắt điện đi các bác này. Đây. Đấy, các bác thấy không? Đây. Cái đèn của em này, độ sáng của nó thì khỏi về bàn luôn. Đấy, em đang bật đèn này nhá, độ sáng khỏi về bàn luôn các bác này. Còn pha nó dọi thì các bác biết rồi. Đây, pha của nó dọi này các bác này. Đấy. Độ sáng của nó con này các bác có thể dùng để đi biển này, đi rừng, đi phượt này, hoặc là phòng khi bất điện bão gió rất là tuyệt vời luôn. Ok. Đó, nó rất là sáng các bác nhá. Sáng. Đây cái điểm sáng của nó có thể nói là cái điểm sáng của nó là không nhìn thấy gì luôn nhá. Rất là sáng nhá. Và giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 260.000 bao ship tận nhà cho bác luôn. Nó sẽ có cho bác là một con đèn đằng trước như này, kèm thêm một con đèn bên hông như này nhá. Đó, có báo sẵn pin luôn và có thêm một cái đèn đầu bên này nữa. Đèn đầu bên này là ánh sáng rộng để các bác có thể dùng ăn cơm ăn nước hoặc là sử dụng sinh hoạt nhá. Có báo pin, có cổng sạc vào và có cho các bác là một chân sạc ra cho điện thoại khi mà mình mất điện nhá. Đó, rất là tiện dụng cho bác luôn. Rất sáng các bác, độ sáng của nó thì khỏi phải bàn luôn các bác này. Đấy. Sáng xa của nó thì có thể là từ 600 đến 1200 mét nhá. Hàng thì nó sẽ là hàng nội địa của Nhật cực kỳ cao cấp luôn. Đây, hàng này của bên Nhật nó dùng cho cảnh sát Nhật đấy, cho nên là đây, police các bác này. Đó, made in Japan nhá. Độ dọi xa của nó từ 800 đến 1200 mét. Các bác lên mã giúp cho em đó là đèn hai đầu nhá. Không nói zoom thì nó mưa này nghe gì. Phải nói to lên đi. Lên mã giúp cho em là đèn hai đầu nhá. Đó. Đèn hai đầu, giá của nó sẽ là một con đèn hai đầu này sẽ là 260k nhá. 260k.
các bác lên xem là đèn hai đầu nhá, tại vì bên shop cũng có cái đèn pin cảnh sát Nhật đấy, cho nên là các bác lên mã xem là đèn hai đầu, cầm cho anh cái đèn pin cảnh sát Nhật đây. Đấy, quay luôn cho các bác xem để cho nó khỏi bị nhầm lẫn. Đấy, con này thì cũng là của cảnh sát Nhật nhưng mà nó là dạng đèn to, còn bên shop có một cái đèn pin cảnh sát Nhật đây, em sẽ quay cho các bác xem luôn đó. Thì ngoài cái đây các bác này, đấy nó sẽ là một con đèn pin, một con đèn pin như này đó, hàng của cảnh sát Nhật cực kỳ cao cấp luôn nhá. Đây cũng có một đèn kèm thêm một cáp sạc này, đấy một đèn kèm một cáp sạc như này. Các bác lên xem là đèn pin cảnh sát Nhật nhá. Con này thì là đèn em sẽ lên tên là đèn cảnh sát Nhật. Ở đây thì nó sẽ có là một đèn sáng như này các bác này, một đèn sáng như này, đấy, nhấp nháy này, một đầu phá kính này, một đầu phá kính này, một đầu cắt dây này, đấy rồi có pin năng lượng mặt trời này, có sạc ra cho điện thoại này, đấy rồi có la bàn nhá, la bàn, có còi hú này, đấy, la bàn còi hú này, đấy và rất nhiều chức năng nhá. Sáng thì nó sẽ có là sáng bên hông này, nhấp nháy cảnh báo này, đó rất là tiện các bác này, đấy và sáng đằng trước này, đấy rất là tiện các bác nhá, nó sáng trắng này, rất là tiện luôn, có nhấp nháy cảnh báo nhá, các bác cứ giữ lì cái phím này cho em là nó sẽ ra hết các chức năng nhá, đó giữ lì cái phím đằng trước này cho em, đó rất là tiện dụng này. Con này thì giá sẽ là 180k. Con này thì các bác lên xem là đèn cảnh sát Nhật nhá, đèn cảnh sát Nhật, đấy, đèn cảnh sát Nhật này, đèn cảnh sát này, đó đèn cảnh sát Nhật giá của nó sẽ là 180k nhá. 180k cho con đèn cảnh sát Nhật như này. Đấy. Con này thì bên shop sẽ lên tên nó là đèn cảnh sát Nhật các nhá. Đèn cảnh sát Nhật 180.000. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho bác một cái dòng đèn nữa, đó là đèn cảm ứng nhá. Đấy, đèn cảm ứng. Con này thì nó sẽ có cảm ứng cho các bác luôn. Cảm ứng thì con này nó rất là tiện. Khi mà các bác sử dụng thì mình trong các cái công việc ví dụ như tay chân mình bẩn, mình không muốn nó chạm vào đèn, chạm vào công tắc thì các bác chỉ cần dùng cái phần cảm biến này cho em thôi. Đó, nó sẽ có cảm biến ở đây. Đấy các bác nhá. Đây. Có cái phần cảm biến này, đấy, gạt qua là sáng này, gạt qua sáng, gạt qua tắt này, đấy, bật này, tắt này, rất thông minh luôn nhá. Đó, chỉ cần gạt tay này thôi là nó sẽ cảm biến, nó sẽ chuyển động. Nó có hai con mắt cảm biến đây, một con bật, một con tắt này, các bác cứ gạt qua gạt lại này là cảm biến này, rất là nhạy luôn các bác nhá, rất nhạy luôn, đó. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá rất hợp lý nhá, con này pha của nó cũng rất là giỏi luôn con này, pha của nó rất là giỏi luôn, các bác thấy không, đây. Điểm sáng của nó khá là lớn nhá và pha rất là giỏi luôn. Giá thì bên shop đang gửi tới bác một con đèn cảnh sát Nhật như này. Giá của nó sẽ là 100 mấy? Hả? À, con đèn cảm ứng. Các bác lên xem là đèn Wi-Fi nhá. Con này thì bên shop lên nó là đèn Wi-Fi. Giá của nó sẽ là 130.000 cho một con đèn Wi-Fi như này. Đấy, lên mã giúp cho em là đèn Wi-Fi này. Đèn Wi-Fi giá sẽ là 130k nhá. 130k. Đấy, lên cho em đèn Wi-Fi hoặc là đèn đeo đầu Wi-Fi, giá sẽ là 130.000. Rồi ok. Hello chào bác nhá. Nay thì bên shop lại tiếp tục về các mã hàng thì em lại lên video trân trọng gửi tới các bác. Các bác xem kênh đừng quên cho em xin nút like, đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Mã sản phẩm đầu tiên em lên cho bác đó là cái khay cà phê nhá. Khay này thì bên em gọi tên nó là khay cà phê, còn các bác có thể dùng đa di năng luôn. Đấy, bên shop lại về số lượng hàng đẹp và chất lượng cho các bác nhá. Lên cho em là khay cà phê, mỗi khay cà phê như này thì giá của nó sẽ là, con này thì các bác lên cho em là khay cà phê nhá. Em đang bán là 25.000, đợt này về cho bác giá chỉ còn là 20k cho một con khay cà phê như này. Đấy, mua 10 thì sẽ được tặng 1 nhá. Đấy. Mua 10 thì sẽ được tặng 1. Lên cho em là khay cà phê nhá. Khay cà phê này, đó. Khay cà phê nhá. Mua 10 thì sẽ được tặng 1. Đấy, 20.000 cho một chiếc như này và mua 10 thì sẽ được tặng 1 các bác nhá. Đó. Giá cực kỳ là ưu đãi cho các bác luôn. Chiều dài của nó thì vào khoảng là đi 27 cm, chiều rộng thì vào khoảng là 13 14 cm nhá. Đó. Giá thì khá là hợp lý cho bác luôn. Lên cho em là khay cà phê nhá. Khay cà phê. Giá của nó sẽ là 20k cho một chiếc khay cà phê như này. Đấy, các bác có nhu cầu mua hàng có thể liên hệ. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái con đèn Wi-Fi nhé. Các bác lên cho em là đèn Wi-Fi. Con này thì bên shop cũng bán rất là nhiều rồi và cái giá rất hợp lý cho bác thôi. Lên cho em là đèn Wi-Fi này. Đèn Wi-Fi giá sẽ là 130k nhé. 130k cho con đèn Wi-Fi như này. Ở đây thì nó sẽ là một con đèn có cảm biến nhé. Đấy, nó sẽ có cảm biến cho các bác. Thì kèm cho các bác là một cái cáp sạc nhé. Đây nó sẽ có một cái cáp sạc về các bác cắm vào cục sạc điện thoại nhà mình. Đấy, ở đây thì nó sẽ có thể ngoắt nhéo được này. Đấy, cái phần đầu này của nó bằng hợp kim nha, bằng hợp kim này. Đó, rất là ngon lành cho bác luôn. Và nó sẽ có một chân sạc ra cho điện thoại luôn, sạc dự phòng ra cho điện thoại này. Đấy, chân sạc của nó đây. Khi các bác bật lên này, đấy, có chế độ cảm biến nhá. Đấy, chế độ cảm biến này. Đấy, bật này, đấy, tắt này, bật này, tắt này. Đấy, rất là tiện luôn nhá. Tắt bật rất là tiện luôn. Đó, các bác chỉ cần gạt qua như này thôi thì khi các bác đi làm thợ làm nghề hoặc là mình sử dụng mình ứng dụng mà tay chân mình bẩn mình không muốn động vào cái ấy thì mình chỉ cần lướt qua này xong nhá, rất là tiện luôn. Đấy, cảm biến bật tắt như này, có thể ngoắt nhéo này,
hàng nội địa của Nhật cực kỳ cao cấp luôn. Lên mã giúp cho em đó là con này thì cũng khá là sáng nhá, và pha của nó rất là giỏi luôn. Các bác có thể điều chỉnh pha như này các bác này. Đấy, pha của nó rất là giỏi này. Đây, ban ngày mà các bác trông cái pha nó giỏi như này rất là ngon luôn. Lên mã giúp cho em đó là đèn wifi nhá, đèn wifi. Con này thì bên shop đang gửi tới bác một con đèn wifi như này, giá của nó sẽ là 130.000 thôi, 130.000 cho một con đèn wifi như này. Lên cho em là đèn wifi, giá của nó sẽ là 130k nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái đuôi đèn cảm ứng này, các bác nhá, đuôi đèn cảm ứng. Thì cái đuôi này của nó sẽ là đuôi 27, tức là đuôi phổ thông. Các bác lắp vừa hết mọi cái loại đèn luôn, các loại bóng luôn. Về nhà các bác chỉ cần đấu cái đuôi này vào điện cho em này, đấu đuôi này vào điện cho em, sau đó thì mình xoáy bóng đèn vào đây, nó và có cảm biến, nó sẽ có con mắt cảm biến như này. Đấy, chuyển động các bác có thể để là cả ngày hoặc là ban đêm hoặc là nguyên ban ngày đều được nhá. Đó. Đấy thì nó sẽ có là 16 giây, 32 giây và 300 giây. Thì các bác cứ để chế độ nào thì để, mình để 16 giây cũng được mà để 300 giây cũng được. Thì có người đi đến là nó sẽ sáng và người đi qua thì nó sẽ tự tắt. Đấy, nói chung là cảm biến chuyển động. Đấy, lên xem là đuôi đèn cảm ứng chuyển động nhá. Đấy, đuôi đèn cảm ứng chuyển động. Các bác lên xem là đuôi đèn cảm ứng chuyển động, giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 60k đuôi đèn này. Đấy, đuôi đèn cảm ứng chuyển động nhá, cảm ứng chuyển động nhá. Đó, đuôi đèn cảm ứng chuyển động, giá của nó sẽ là 60k nhá, 60k cho một con đuôi đèn cảm ứng chuyển động, giá rất tốt cho bác luôn. Sản phẩm tiếp theo đó là bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái con nắp cống đồng nhá. Nắp cống đồng nó sẽ là một con nắp cống như này, rất là tiện luôn, ngăn mùi rất là tốt nhá, ngăn mùi rất là tốt. Thì khi các bác xả nước thì nước nó sẽ chảy, còn lại là bình thường nó sẽ luôn luôn ở cái chế độ là đóng đóng như này. Thì khi mà các bác bị mùi nắp cống nó xông ngược lên nhá, từ cống rãnh nó xông ngược lên, thì các bác dùng cái này cho em nó rất là tiện. Đó, và vệ sinh cũng rất là dễ dàng, và hàng bằng đồng nhá. Đấy, rất là chắc chắn luôn. Lên thì em là nắp cống đồng nhá, giá sẽ là 50 à? Nắp cống đồng. Các bác lên cho em là nắp cống đồng nhá, nắp cống đồng giá của nó sẽ là 50k. Đó, nắp cống đồng này, nắp cống đồng giá của nó sẽ là 50k cho một chiếc nhá, 50.000 cho một chiếc nắp cống đồng như này. Đấy, giá của nó sẽ là 50k cho một em như này các bác nhá, giá sẽ là 50.000. Đây em sẽ có cái video thực tế cho các bác xem luôn. Đây các bác này, shop em xin giới thiệu cho anh chị tinh bộ van ngăn mùi hôi bằng đồng, được làm bằng đồng thau, chống mùi hôi, chống chuột bọ chui lên từ ống cống nhá. Sản phẩm thì có kích cỡ là 41mm là kích cỡ chuẩn nhất. Còn nếu mà anh chị mình muốn lắp bé hơn thì con này là có kích cỡ 32mm, nhưng mà kích cỡ lắp đặt cuối cùng bé nhất thì vẫn là 34mm anh chị em mình nhé, cũng như là 3.4cm. Với một cái miệng cống mà có lỗ khoảng 4cm như này thì là kích cỡ đẹp nhất để lắp bộ van thử mùi bằng đồng này, và nó tuyệt vời nhất, có nghĩa là nó chống mùi hôi hiệu quả nhất. Cái này thì anh chị mình lên lắp ron cao su màu xanh vào nhé. Cái nào bác nào bé quá ấy, thì bỏ ron cao su màu xanh như vừa nãy em làm ý. Còn nếu mà bác nào mà lắp được ron cao su màu xanh thì vào thì nó mới chồng. Đấy, cái mùi hôi nó rất là tiện luôn. Tuyệt đối nhá. Xả nước thì nó mở ra, còn không xả nước thì nó lại thu vào. Rất là tiện luôn. Đó. Tiếp theo thì em lên cho bác một số cái mẫu dao nhá. Nó thì nó sẽ có dao, đầu tiên là con dao gọt của hàng của Đức này. Hàng này thì siêu bén cho các bác luôn. Đây em sẽ test dọc giấy cho bác xem. Hàng rất là bén nhá. Con này thì bên shop bán rất là nhiều rồi. Chiều dài của dao thì vào khoảng là 20 cm nhá. Rất là bén luôn các bác này. Một cái tờ giấy rất là mủn như này mà em cũng dọc giấy rất là ngon nhá. Dọc giấy rất là ngon, chứng tỏ là dao khá là bén các bác. Đấy, chứng tỏ là dao rất là bén luôn. Một cái tờ giấy rất là mủn như này, giấy mềm mủn nhá, chứ còn nếu cái giấy rắn thì không nói làm gì rồi. Đấy, giấy rất là mềm mủn luôn. Và con này thì bên shop cũng đang gửi tới các bác cái giá đó là 70k cho một con dao gọt Đức như này. Các bác lên cho em là dao gọt Đức nhá, giá của nó sẽ là 70.000. Chiều dài của nó thì vào khoảng là 22-23 cm, khá là dài luôn, quá một gang tay như này khoảng 2-23 cm gì đấy các bác nhá. Hàng của thương hiệu Winling của Đức này, đó, made in Germany nhá, made in Germany. Lên mã giúp cho em là dao gọt Đức nhá, dao gọt Đức. Con này thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 70k cho một con dao gọt Đức như này. Các bác lên cho em là dao gọt Đức, giá sẽ là 70.000. Tiếp theo thì em có một cái mã dao chặt Đức này. Đấy, các bác lên cho em là dao chặt Đức nhá, dao chặt Đức. Con này thì nó sẽ là 4 lạng. Chiều dài của nó thì nó cũng vào khoảng là gần 30 cm gì đấy các bác nhá. Đó, con này nặng 4 lạng. Con này dùng để chặt thì rất là ok, để em thử test thử dọc giấy xem chất lượng của dao như nào nhá. Cũng khá là bén luôn các bác này. Đấy, cũng dọc giấy bình thường. Dao mình khá là dày mà dao bén như này là khá là ok rồi. Các bác dùng để mình băm chặt thoải mái luôn, chặt gà chặt vịt thoải mái luôn. Mình của nó khá là dày, cân nặng 4 lạng. Một con dao thép trắng không gỉ nhá, hàng thép của Đức nhá. Đây, made in Germany này, made in Germany, hàng thương hiệu Winling hai hình người của Đức nhá. Đó. Nói chung là các bác dùng con này thì khá là ok.
băm chặt nhẹ nhàng khá là ok nhá, và nó rất là bén, các bác có thể dùng để vừa chặt vừa thái đều được nhá. Dao chặt mà như này là khá là ok rồi, mình khá là dày luôn, cầm cực kỳ chắc và đầm tay, băm chặt rất là ok luôn, rất sắc bén các nhá. Giá thì chỉ có 150k thôi, lên cho em là chặt Đức nhá, giá sẽ là 150k đó, chặt Đức 150.000. Tiếp theo thì các bác lên cho em là dao bạc nhá, đấy nó màu trắng bạc như này. Con này thì hàng của Nhật nặng khoảng 7 lạng nhá, 7 lạng rưỡi em làm tròn là 7 lạng. Hàng Akatsuki này. Đấy, hàng thương hiệu Akatsuki made in Japan. Đó, rất là đầm mà chắc luôn. Để em thử dọc giấy xem sao nhá. Đấy. Đấy, con này thì mình nó khá là dày cho nên là dọc giấy thì nó sẽ không được bén lắm các nhá. Đấy, nó sẽ cũng đứt nhưng mà nó sẽ không được bén lắm. Mình nó rất là dày, con này dày khoảng ly rưỡi đến 2 ly nhá. Con này các bác dùng chuyên để băm chặt thì rất là ok luôn. Chặt gà, chặt vịt, chặt xương trâu, xương bò đều được hết nhá. Bản của nó khá là to, chiều dài của nó khoảng trên 30cm, phần lưỡi này khoảng trên 20cm nhá. Rất là đầm chắc chắn luôn, chiều cao của dao thì khoảng mười mấy cm đấy các bạn, rất là cao, đầm chắc tay luôn. Lên cho em là dao bạc nhá. Đấy, dao bạc giá sẽ là 175.000 cho một con dao bạc như này. Dao bạc giá sẽ là 175k. Con này thì nặng khoảng 7 lạng nhá, nặng khoảng 7 lạng. Con này dùng thì cực kỳ là thích và đầm luôn. Và giá thì bên shop cũng đang gửi tới quý cô bác anh chị cái giá cực kỳ là hạt rẻ luôn. Lên mã giúp cho em là dao bạc nhá, giá của nó sẽ là 165.000. Đấy, 165.000. Con này thì cầm cực kỳ là chắc, đầm tay và rất là thích luôn. Đó, chặt rất là ngon. Lên cho em là dao bạc nhá, nặng 7 lạng, giá sẽ là 165k. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái con dao đó, một cái thanh cài dao đây. Đấy, một cái mã thanh cài dao như này. Các bác lên cho em là thanh cài dao nhá. Giá thì sẽ là 100k nhá, 100.000 cho con thanh cài dao như này. Và đợt này thì hàng sẽ về cho bác giá tốt hơn, chỉ còn cho các bác là 90.000 thôi. 90.000 thì các bác nhá. Đấy, có kèm cho các bác cả ốc vít đàng hoàng. Ốc vít đàng hoàng, chiều dài của thanh cài dao này thì vào khoảng là 45cm. Nó sẽ có cho các bác là 1, 2, 3, 4 ngăn như này. Hàng inox 304 nhá, cực kỳ dày dẫn chắc chắn luôn. Đấy, các bác dắt dao vào đây cho em. Đấy, mình bắn vào tường, cái này thì các bác dùng để mình đeo tạp dề, rồi xoong nồi, mâm ấm, chậu chảo đều được hết nhá. Đó, lên cho em là thanh cài dao, giá sẽ là 90k nhá. Đó, lên mã giúp cho em đó là thanh cài dao, giá cực kỳ là tốt cho bác luôn. Đó, thanh cài dao này, thanh cài dao nhá. Đấy, giá của nó sẽ là 90k. Con này em đang bán là 101 đấy. Đợt này về cho bác giá chỉ còn 90.000 thôi. Hàng về lô số lượng giá rất là tốt cho bác luôn nhá. Lên mã cho em là thanh cài dao, giá của nó sẽ là 90.000 cho một con thanh cài dao như này. Rất là tiện, chiều dài của nó thì vào khoảng là 45cm nhá. Có ốc vít các thứ đàng hoàng. Về nhà các bác chỉ việc là khoan bắt vào tường. Đấy, hoặc là các bác bắt trực tiếp lên cái cửa nhà mình. Đấy, cửa sắt, cửa gỗ đều bắt được hết. Đấy, hoặc bắt lên trên cái khu vực bàn bếp ấy, để các bác sử dụng nó cũng rất là tiện dụng thôi. Lên mã giúp cho em là thanh cài dao nhé. Giá thì bên shop đang gửi tới bác một cái mã thanh cài dao như này, giá của nó sẽ là đi 90k cho một thanh cài dao nhé. Đó, sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái cưa xích các bác nhé. Đấy, cưa xích, một con cưa nhỏ gọn như này nhưng mà rất là có võ. Các bác có thể dùng để mình cưa các cái sản phẩm như là ống nước này, rồi cưa cây, cưa cành, cưa gỗ này. Đấy, rất là tiện dụng nhá, rất tiện dụng cho bác luôn. Chiều dài của nó thì nó vào khoảng là 40cm nhá, khoảng 50cm. Đấy, khoảng 40, gần 50cm, nếu tính tổng thể thì khoảng 50cm. Và hai đầu của nó sẽ có cho các bác là hai cái đai như này, để các bác xỏ bằng ngón tay này, xỏ ngón tay mình kéo ra mình cưa này. Đó, thì đây em sẽ có cái video thực tế cho bác xem. Cái con cưa xích này thì ứng dụng của nó được khá là nhiều việc và nó rất là tiện dụng, và cái ưu điểm của nó là giá nó rất là hợp lý nhá. Các bác lên cho em là cưa xích, giá chỉ có 30.000 thôi. Đấy, lên mã giúp cho em là cưa xích nhá. Đó, cưa xích này, giá của nó sẽ là 30k nhá. 30k cho một chiếc cưa xích như này, giá sẽ là 30.000. Đây, em sẽ có video thực tế luôn. Đây các bác này. Đặt ngón tay như này thì chỉ có bó tay thôi. Đấy. Nên em cưa dây bé hạt tiêu này thì lại xử lý ngon ơ luôn. Giá đấy, cực này. Rẻ mà lại cực nhỏ gọn. Nên nó sẽ là cứu cánh trong rất nhiều trường hợp đấy các bác. Ví dụ anh em làm thợ, anh em làm thợ ống nước này, hoặc là các cái cây cành gỗ các bác có thể cưa được hết nhá. Đấy, đặc biệt là anh em thợ ống nước ứng dụng rất là tốt luôn. Đấy, cưa rất là ngon và giá rất hợp lý cho anh em nhá. Đó, máy cưa mới không đưa vào được, kéo không đưa vào được, nhưng mà cái cưa này thì nó xử lý được hết và giá rất là tốt cho anh em luôn. Giá chỉ có 30k thôi. Rồi, ok. Sản phẩm đầu tiên em lên cho bác trong ngày hôm nay đó là bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái bình xịt inox nhá. Con này thì các bác chuyên dùng để mình xịt cho các cái loại sắt thép, rồi các cái chất liệu mà nó cần phải độ phủ
phủ bóng và chống rỉ nhá, chống rỉ, chống ăn mòn. Đây các bạn, đấy. Khi mình xịt vào nó sẽ phủ trên bề mặt này các bạn này. Đấy. Nó sẽ phủ một cái lớp trên bề mặt thế này thì nó rất là tốt luôn. Đó. Nó tạo cho cái bề mặt nó bóng nhá. Bóng mịn. Đằng sau cái đồng hồ ba cái liền. Đây các bạn nhá. Đó. Phủ trên các bề mặt này. Đấy, nó tạo cái độ bóng mịn các bạn này. Đây. Tạo cái độ bóng mịn này, bóng mịn này nhá. Rất là tuyệt vời luôn. Và giá thì bên shop cũng đang gửi tới các bác cái giá rất hợp lý nhá. Đó. Tạo độ bóng, độ mịn này, chống ăn mòn, chống rỉ sét này. Đặc biệt là các bác ở trong các cái khu vực vùng biển, vùng mà bị nước mặn xâm nhập ăn mòn, các bác hay đi tàu biển nó biết thì nên dùng cái con này, nó rất là thuận tiện luôn. Đó, lên cho em là xịt inox nhá, lên cho em là xịt inox này. Giá bên shop đang gửi tới bác một cái lọ xịt inox như này, giá của nó sẽ là 80k cho một lọ xịt inox nhá. Lên cho em là xịt inox, giá sẽ là 80k. Bỏ trên kia, trên giá. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho bác cái sản phẩm đó là cái sản phẩm tiếp theo em lên cho bác đó là cái hít cửa nhá. Các bác lên cho em là hít cửa. Con này thì nó dùng rất là tiện dụng. Cửa nhà tắm, nhà vệ sinh, toilet hoặc là cửa phòng, các loại cửa mà các bác hay đóng mở thường xuyên mà nó hay bị cái tình trạng gọi là đập vào tường, nó tạo tiếng kêu hoặc là trẻ nhỏ va chạm vào nó sẽ bị thương các bác nhá, thì các bác dùng cái này cho em. Đấy, mình lồng vào cái tay nắm cửa là ok. Lên mã giúp cho em là hít cửa, giá bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 15k nhá. Hít cửa, giá của nó sẽ là 15k trên một chiếc như này. 15k trên một chiếc hít cửa như này nhá. Giá chỉ có 15.000 thôi. Đây em sẽ có cái video thực tế cho bác xem luôn. Nếu một cái cửa bình thường mà các bác để thì nó sẽ tiếng động, nó va đập rồi nó chạm. Đấy, các bác chỉ cần luồn như này cho em, sau đó thì mình sử dụng thôi. Đó, cửa đẩy ra đẩy vào đấy, nó hít vào này rất là ok luôn. Đấy, nhà bác nào mà nhà tắm nền gạch men là ok nhá. Đấy, nó hít vào luôn rất là tiện. Bình thường mình dùng thì nó sẽ va đập tạo thành tiếng động. Đấy, các bác dùng là nó rất là ok nhá. Đó. Sản phẩm tiếp theo đó là bên shop về cho bác cái cưa gấp trắng đen nhá. Cưa gấp trắng đen như này. Đây, một con cưa gấp rất là ngon nhá. Đây. Đấy, hàng made in Japan, hàng nội địa của Nhật này. Con này thì uốn cong thoải mái luôn. Các bác có thể dùng uốn cong thoải mái luôn, rất là tiện nhá. Và giá thì bên shop đang gửi tới bác một con cưa gấp trắng đen như này. Giá của nó chỉ có cho các bác là 50k thôi. 50k. Lên cho em là cưa gấp trắng đen nhá. Cưa gấp trắng đen. Đó. Cưa gấp trắng đen, giá của nó sẽ là 50k trong con cưa gấp như này. Nó sẽ có cái phần mở hình hạt bòng này rất là tốt và tiện dụng để cho các bác khi mà mình cưa nhá. Đó, mình cưa rất là tiện dụng luôn. Đó. Giá thì sẽ là 50.000 cho một con cưa gấp trắng đen này thôi. Đây cho em là cưa gấp trắng đen. Giá sẽ là 50k. Sản phẩm tiếp theo đó là bên shop về cho bác cái ba lô du lịch nhá. Các bác lên cho em là ba lô du lịch. Đây nó sẽ là một con ba lô như này các bác này. Đấy. Bên trong của nó thì nó khá là nhiều ngăn luôn. Khá là nhiều ngăn luôn các bác nhá. Đấy. Bên trong thì nó sẽ khá là nhiều ngăn luôn. Lấy một cái ra, giải ra xong để nằm lên chốc nhau là được. Việc cái gì mà phải đo như thế, làm sao chính xác được? Đây nó sẽ là một con túi như này các bác nhá. Đó, thì chiều cao của nó thì nó vào khoảng là 25, chiều rộng là 20. Cao 25, rộng 20 và chiều dài là khoảng 40 nhá. Con này thì nó sẽ là một cái dòng túi chống nước rất là tốt và nó sẽ lên form là form vuông. Và ưu điểm của con này là các bác có thể cho thêm một cái vào đây. Đấy, cho thêm một cái đôi giày vào đây được. Bỏ thêm một đôi giày vào đây rất là tiện dụng này. Đấy, nó sẽ có một ngăn phụ bên hông này để các bác bỏ đôi giày, đôi dép vào đây, rất là tiện khi mà mình đi du lịch, đi học, đi làm cũng rất là tiện. Và ngăn của nó sẽ là thuộc dạng là ngăn vuông, rất là tiện luôn. Và giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 100 cái túi du lịch này là bao nhiêu đấy? 130.000 nhá. Lên trên là ba lô du lịch, giá sẽ là 130.000. Các bác lên trên là ba lô du lịch nhá. Ba lô du lịch này. Giá của nó sẽ là 130k. Đấy. Kích thước của nó sẽ là một chiều là 25 x 20. Đấy, và chiều dài của nó sẽ là 40 nhá. Dài là 40 cm. Đó, dài là 40 cm. Giá sẽ là 130.000 nhá. 130.000 cho cái ba lô du lịch như này. Sản phẩm tiếp theo đó là bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là kia thìa và đũa của Đức nhá. Đấy, hàng thương hiệu Winling của Đức này. Đó, đây. Thì nó sẽ là hàng đũa inox như này. 1 2 3 4 5 đôi, một vỉ của nó sẽ là 5 đôi. Đó. Các bác lên cho em là đũa inox nhá. Đũa inox giá của nó sẽ là 55k. Đấy, 55k, lên cho em là đũa inox nhá. Đũa inox giá của nó sẽ là 55k cho một vỉ như này. 55.000 cho một vỉ như này, bao gồm cho các bác là 5 đôi. Đấy, bao gồm cho các bác là 5 đôi nhá. Đấy, hàng bằng inox 304. Su 304, hàng thương hiệu Winling của Đức này.
cực kỳ dày dẫn và chắc chắn luôn. Đó. Con này thì chống nấm mốc, chống bị cong vênh, nói chung là vi khuẩn kiếp không thể xâm nhập được, rửa phát khô luôn, rất là tiện. Lên cho em là đũa inox nhá. Giá của nó sẽ là 55.000. Đó, 55.000 cho một vỉ đũa inox như này. Tiếp theo thì em lên cho bác cái thìa Đức nhá. Có lên cho em là thìa Đức này. Giá của nó sẽ là 60.000 cho một hộp thìa Đức như này. Đấy. Bao gồm cho các bác là 5 chiếc nhá. Đấy, 5 chiếc thìa Đức như này. Giá sẽ là 60.000 nhá. Đấy. Hàng nhỏ nhỏ nhắn vừa xinh, không to không nhỏ, vừa xinh nhá. Đấy, không dày không mỏng, nói chung là rất là vừa xinh để các bác sử dụng nhá. Đấy, dày quá thì mình dùng nó sẽ bị dày quá thì mình dùng nó sẽ bị nặng này, và mỏng quá thì dùng nó sẽ mềm. Đấy, nhưng mà cái này thì nó vừa xinh, không dày không mỏng, rất là tiện dụng luôn. Và giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 60.000. Lên cho em là thìa Đức nhá. Đấy, lên cho em là thìa Đức này. Đấy. Lên cho em là hộp thìa Đức, giá sẽ là 60.000 nhá. 60.000 cho một hộp bao gồm là 1 2 3 4 5 chiếc, 5 chiếc thìa như này, 60.000 các bác nhá. Sản phẩm tiếp theo, đó là nay bên shop tiếp tục về cho bác cái tẩy lồng giặt nhá. Con này thì các bác chuyên dùng để mình vệ sinh lồng giặt này. Đấy, nó sẽ là dạng viên. Giá thì sẽ là 25.000 cho một hộp như này. 25.000 cho một hộp như này. Nó sẽ là thuộc dạng viên này. Các bác dùng để mình tẩy đây, tẩy vệ sinh lồng giặt. Đây, nó sẽ là dạng viên như này. Mỗi lần thì các bác cho vào cho em là một viên, còn là mới vệ sinh thì các bác cho em vào khoảng 3-4 viên. Tại vì lồng giặt nhà mình mới chưa bao giờ tẩy thì các bác nên cho khoảng 3-4 viên vào. Còn bình thường thì cứ một tháng các bác cho em là một viên, một tháng một viên, mình bật chế độ tẩy lồng giặt lên, mình sử dụng một lần. Đấy, lên cho em là tẩy lồng giặt nhá. Tẩy lồng giặt giá sẽ là 25.000, đang bán là 40.000 về cho bác, giá còn là 25.000 cho một hộp tẩy lồng giặt như này nhá. 25.000 cho một hộp tẩy lồng giặt như này, rất tiện dụng luôn. Tiếp theo thì em về cho bác dòng sản phẩm đó là cái úp cốc các bác nhá. Đấy, các bác lên cho em là úp cốc này. Giá thì bên shop đang gửi cho bác cái giá đó là khay úp cốc nhá. Giá của nó sẽ là 90.000. Đấy, lên cho em là khay úp cốc này, giá của nó sẽ là 90.000. Đợt này về cho bác giá chỉ còn là 70.000 cho một cái khay úp cốc như này thôi nhá. 70.000 cho một khay úp cốc như này, rất là đẹp luôn các bác này. Đấy. Ở đây thì nó sẽ là có các cái phần như này để cho các bác sử dụng này. Đấy. Có cái phần úp này rất là cao luôn, để các bác úp thì thoải mái, không sợ bị lật cốc này hoặc là bị nước văng ra ngoài, vì nó đã có cái khay nhựa như này nó giữ luôn. Lên cho em là khay úp cốc nhá. Giá chỉ còn có 70.000 cho một cái khay úp cốc này thôi. Giá siêu tốt luôn. Đấy, hàng bằng inox và mạ vàng 18 carat rất là đẹp nhá. Mạ vàng 18 carat rất là đẹp luôn. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá chỉ có 70.000 cho một khay úp cốc này thôi. Lên cho em là khay úp cốc nhá. Giá của nó sẽ là 70.000. Đó. Tiếp theo thì em lên cho bác đó là cái bộ quần áo mưa nhá. Bộ quần áo mưa. Giá sẽ là 95.000, 195.000 cho một bộ quần áo mưa như này. Hàng rất đẹp cho các bác này. Đấy. Chất liệu của nó thì nó sẽ là hàng Việt Nam chất lượng cao, hàng của thương hiệu Tú Phong nhá. Đấy, một bộ như này bao gồm cả quần cả áo luôn, cực kỳ dày dẫn và chắc chắn. Mặc thì ôm form và size của nó là size XL, là size to. Đấy, các bác 70-80 cân mặc được hết nhá. Đấy, giá sẽ là 195.000. Lên trên là bộ quần áo mưa 195.000 các bác nhá. Rồi, ok. Hello, chào các bác nhá. Hôm nay thì bên shop Phạm Huấn tiếp tục về cho bác một số cái mã dòng đồ siêu tầm. Đấy, hàng rất là xịn sò để gửi tới các bác. Các bác xem kênh đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin, tránh việc trùng đơn. Nhận hàng thì các bác cứ tưng bừng kiểm tra cùng với ship cho em. Và cũng rất là cân nhắc trước khi mua hàng, tránh việc là hàng gửi đến các bác bom tứ lung tung các bác nhá. Em sẽ đi vào chi tiết luôn. Sản phẩm đầu tiên em lên cho bác đó là cái con đèn dầu các bác nhá. Các bác lên cho em là đèn dầu. Con này thì rất là tiện luôn. Chiều cao của nó thì nó vào khoảng là 25cm. Đó, cái phần này của nó thì nó sẽ là bằng một cái dòng nhựa trong nhá, cho nên là vận chuyển các thứ thoải mái luôn. Nó sẽ có bấc để các bác có thể cho lửa to lửa nhỏ như này. Về nhà thì các bác xoáy cái lẫy này ra này, đổ dầu vào đây cho em, xoáy cái lẫy này ra đổ dầu vào đây nhá. Đấy, con này thì các bác đổ dầu vào đây, nó sẽ là một con đèn dầu rất là tiện. Thì các bác có thể mua dầu ma rút, cái dầu chạy công nông đấy, về nhà mình đốt như bình thường nhá, đốt như bình thường. Đây, nó sẽ là một cái khuy như này để các bác có thể nâng lên để mình châm này, châm xong thì mình thả nó xuống này. Đấy, nó sẽ có khuy này, các bác nâng lên nhá, xoay đi xong mình châm lửa, sau đó thì mình thả xuống rất là tiện. Đó. Và giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá rất hợp lý nhá, một con đèn dầu như này. Đó, bỏ anh kích thước này. Đó, rất hợp lý cho các bác luôn. Các bác lên mã giúp cho em là đèn dầu nhá. Đó, đèn dầu. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 135.000. 135.000 cho một con đèn dầu như này. Bỏ anh kích thước này. Đó, một con đèn dầu rất là đẹp luôn. Đây. Đây các bác này, đây. Rất tuyệt vời. Rất tuyệt vời ông mặt trời luôn các bác nhá. Đó. Ở đây thì con này cái chiều cao của nó tổng thể nó sẽ là vào khoảng là 27cm nhá. 26-27cm, chiều cao tổng thể 26-27cm. Còn cái chiều ngang này của nó thì nó sẽ vào khoảng là 16-17cm nhá. 16-17cm.
nguyên cái phần vành để đựng dầu này thì nó sẽ là 12 sen. Đấy, 11 12 sen. Và các bác có thể treo cũng được mà mình để trực tiếp dưới mặt đất thì lại được, nó rất là đẹp luôn, rất đẹp, rất khuôn sinh. Màu thì nó sẽ là màu giả cổ thế này, màu giả cổ rất là đẹp nhá. Hàng của Nhật thiết kế cực kỳ tinh xảo, kiểu dáng đẹp, trang nhã hiện đại nhá. Đó. Giá sẽ là 135.000 lên cho em là đèn dầu nhá. Sản phẩm tiếp theo đó là một số cái mã đồ siêu tầm này. Đầu tiên thì em lên cho các bác cái con thiên nga nhá, con thiên nga. Con này thì rất là đẹp luôn, các bác dùng để mình làm gạt tàn này. Đấy, con này thì cái kích thước của nó sẽ là chiều ngang của nó sẽ là 13 và chiều cao của nó sẽ là 16 nhá. Con này thì giá sẽ là 190.000. Các bác lên cho em là thiên nga gạt tàn nhá, hoặc gạt tàn thiên nga. Đó, tại vì bên em có cả lọc giác thiên nga nữa cho nên các bác lên đúng tên cho em. Đó. Lên cho em là gạt tàn thiên nga nhá, là gạt tàn thiên nga. Đấy, tất cả đều là bằng hợp kim mạ đồng cực kỳ dày dẫn chắc chắn luôn. Phần trăm đồng của nó thì vào khoảng từ 15 đến 20% đồng mạ bên ngoài cho nên là nó giữ màu rất là tốt luôn, giữ màu rất là tốt luôn. Đó, con này thì giá sẽ là 190k nhá, lên cho em là gạt tàn thiên nga này. Đấy, tiếp theo thì em lên cho bác cái gạt tàn con heo này. Đấy, gạt tàn con heo, hàng cực kỳ dày dẫn và chắc chắn luôn. Đấy. Con này thì cái chiều dài của nó thì nó vào khoảng là 13 và chiều cao của nó thì nó sẽ vào khoảng là 11 nhá, 11. Đó. Và con này thì cũng giá sẽ là 190.000, lên cho em là gà tàn con heo nhá, rất là đẹp luôn. Đấy. Bằng đồng này, sáng bóng rất là đẹp luôn. Đó. Hợp kim mạ đồng sáng bóng đẹp. Đó, gà tàn con heo nhá. Con này sẽ là 190.000 nhá, 190.000. Tiếp theo thì đến gà tàn con cóc nhá. Gà tàn con cóc này cũng rất là đẹp luôn. Con cóc ngậm tiền rất là đẹp các bác nhá. Đấy. Hàng dày dẫn chắc chắn này, bên dưới còn có một đồng tiền xoay này và một hạt ngọc các bác này. Đấy, một hạt ngọc rất là đẹp luôn. Con này thì bên shop cũng đang gửi tới các bác cái giá đó là 190k nhá. Các bác lên cho em là gạt tàn con cóc nhá. Đây, từ cái chân tay của nó này cực kỳ là tinh xảo luôn nhá. Đấy, gạt tàn con cóc này rất là tinh xảo luôn. Con này thì giá bên shop cũng đang gửi tới các bác cái giá đó là 190k luôn. Ở đây của nó thì nó sẽ là chiều dài của nó tổng thể sẽ là 15 nhá. Chiều dài tổng thể sẽ là 15 các bác này. Đó. Và cái chiều cao của nó thì sẽ là 10 nhá. Đấy, 10 11 các bác nhá. Đó. Lên cho em là gạt tàn con cóc nhá, giá sẽ là 190k. Đó, gạt tàn cóc này. Gà tàn cóc 190k ship đấy. 190.000. Đó, gà tàn cóc 190.000. Tiếp theo là đến gà tàn con voi nhá. Lên cho em là gà tàn con voi này. Hàng bằng hợp kim mạ đồng cực kỳ dày dẫn chắc chắn luôn. Giá của nó sẽ là 190k. Đó. Ở đây thì nó sẽ là một cái con cóc một con voi như này, chiều dài của nó là 16 cm nhá và chiều cao của nó là 11 cm. 11 cm nhá. Đấy, để hôm nào tân gia thì ăn. Đấy, giá của nó sẽ là 190k nhá. Đấy, 190k cho một con voi gạt tàn như này. Con voi gạt tàn như này giá sẽ là 190.000. Đó, 190.000 cho một con voi gạt tàn như này. Rất là tiện dụng luôn, rất là đẹp này. Chân tay này, đầu óc này, đấy, hoa lá cành, hoa văn rất tinh xảo nhá, cực kỳ là tinh xảo luôn. Đó, em đo video này em sẽ quay chi tiết cho các bác cái đồ siêu tầm này, có cả kích thước đầy đủ cho các bác luôn nhá, kích thước đầy đủ luôn. Tiếp theo thì đến con rồng đầu rùa nhá. Con này sẽ là con rồng đầu rùa này. Đấy. Con này thì chiều dài tổng thể của nó thì nó sẽ vào khoảng là 18 cm, từ đầu đuôi là 18 cm nhá. Chiều cao tổng thể thì khoảng 13 cm. Đó, 13 cm. Đấy, rất là ngon lành luôn. Bằng hợp kim mạ đồng cực kỳ là dày dẫn chắc chắn nhá. Rất dày dẫn chắc chắn luôn. Đấy, và giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là cũng 190k luôn nhá. 190k. Đấy, 190k. Lên mã giúp cho em đó là rồng đầu rùa nhá. Rồng đầu rùa. Giá sẽ là 190.000 nhá. 190.000 cho con rồng đầu rùa như này. Đó, giá rất hợp lý cho các bác luôn. Giá rất hợp lý các bác nhá. Đó, giá rất hợp lý cho các bác luôn. Con này cũng rất là đẹp. Hoa văn này. Đấy, mình rồng và thân rùa nhá. Mình rồng thân rùa rất đẹp luôn. Đấy, con này các bác có thể mua làm đồ siêu tầm. Đó. Tiếp theo thì em lên cho bác một con cao cấp hơn một chút. Đó là con tỳ hưu nhá, con tỳ hưu. Đó. Con này thì rất là đẹp luôn. Ship à? Và con này thì bên shop gửi tới các bác cái giá nó sẽ cao hơn một chút. Con này sẽ là 230.000. Đấy, 230.000 và đã bao gồm phí ship cho bác luôn nhá. 230k và có kèm thêm cho các bác là phí ship luôn. Đơn hàng từ trên 200.000 trở lên là bên em sẽ bao ship nhá. Lên mã giúp cho em đó. Đó là rồng đầu rùa nhá, rồng đầu rùa. Lên mã giúp cho em nó làm gì đã chuyển. Lên mã giúp cho em đó là tỳ hưu nhá, tỳ hưu giá sẽ là 230.000. Đó, tỳ hưu giá sẽ là 230.000. Đó. Các bác lên cho em là tỳ hưu này. Đó. Tỳ hưu. Tỳ hưu nhá, giá sẽ là 230k nhá. 230k cho một mẫu tỳ hưu như này. Đó, một mẫu tỳ hưu gà tàn rất là đẹp luôn.
chiều cao của nó thì nó sẽ là 15 nhá, chiều cao là 15 và chiều rộng chiều dài từ đầu nuôi là 22 nhá. Con này khá là to luôn, từ dài từ đầu nuôi là 22 đó. Giá sẽ là 230.000 cho một chú tỳ hưu như này, rất là đẹp luôn. Con này thì nó mang cái tính chất là tài lộc rất là cao đấy, tài lộc rất là cao. Các bác có thể mua về để sử dụng, để đặt trong gia đình nhà mình, vừa là làm trang trí vừa làm gạt tàn luôn, rất là tốt các bác nhé. Đó, tiếp theo thì các bác lên cho em là một chú ngựa này, một chú ngựa rất là đẹp luôn. Đây, một chú ngựa gạt tàn như này cũng rất là tuyệt vời các bác. Đấy, hàng rất dày dẫn chắc chắn này. Đấy, cái chiều dài từ đầu đến đuôi của nó sẽ là 27 cm, tính từ chân nọ đến đuôi kia đấy là 27 cm nhá, và chiều cao của nó là 22 cm. Con này thì khá là to luôn, bên trên mình của nó thì có một cái đồng tiền như này đấy, cũng rất là đẹp các bạn. Đấy, chất liệu của nó là bằng hợp kim mạ đồng, rất là dày dẫn chắc chắn luôn. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác một cái con ngựa như này, giá của nó sẽ là 230.000. các bác lên cho em là con ngựa nhá, giá sẽ là 230.000 cho một chú ngựa như này, rất tuyệt vời để cho các bác sử dụng các bác nhé, 230.000. Tiếp theo thì sẽ lên cho các bác một em chó này các bác này. Đấy, một em chó. Đấy, một em tuất các bác nhé. Đấy, một em tuất rất là đẹp luôn. Đó, con này thì bác nào tuổi chó hoặc là thích thì các bác có thể mua về để siêu tầm sử dụng, hoặc là trang trí rất là đẹp này. Đấy, màu sắc đẹp. Đấy, màu đồng rất là đẹp luôn. Thiết kế thì cực kỳ là đơn giản. Đấy, cực kỳ đơn giản nhưng mà vẫn tạo được cái độ khác biệt các bác nhé, tạo được cái điểm nhấn rất là đẹp các bác này. Hoa văn, hoa lá cành, rồi nói chung là rất là đẹp luôn. Các bác lên cho em là chó gà tàn nhá, chó gà tàn. Giá của nó sẽ là 230.000. Đấy, 230.000. Tiếp theo thì bên shop có cho các bác cái con nai gà tàn nhá. Đấy, các bác lên cho em là nai gà tàn. Con này cũng rất là đẹp luôn. Đấy, và giá sẽ là 230.000 cho một chú nai gà tàn như này các bác này. 230.000. Đấy. 270.000 thôi nhá. Đấy, nhầm, xin lỗi các bác. Con này sẽ là 270.000. cho một chú nai gà tàn này, rất là đẹp các bác này. Đấy, con này thì bên shop còn có một con duy nhất thôi. Đấy, còn có một con duy nhất, bán thanh lý cho các bác, cái giá là 230.000 đồng giá với mấy con kia luôn. Đó, bán thanh lý đồng giá các bác luôn một con nai gà tàn như này, rất đẹp các bác này, màu sắc cực kỳ là đẹp luôn. Đấy, rất đẹp này, bên dưới của nó là toàn bộ là tiền hết này. Đấy, ngồi lên chốc tiền như này nhá. Các bác lên cho em là nai gà tàn nhá, 230.000, em chỉ có một con duy nhất thôi. Một con duy nhất. Đấy, và thanh lý cho bác 230.000 này. Tiếp theo thì em lên cho bác đó là cái hộp đựng tăm nhé. Hộp đựng tăm giá sẽ là 95.000. Về các bác bỏ tăm vào đây, không dùng thì mình ấn xuống nữa, vệ sinh sạch sẽ không bị bụi này. Chiều cao của ống thì nó sẽ là vào khoảng 11 cm nhé, 11 cm. Chiều rộng của nó thì nó sẽ vào khoảng 8 cm. Đó, 8 cm, rất là tiện luôn. Lên mã giúp cho em đó là hộp tăm nhé, hộp tăm. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác một cái hộp tăm như này, giá của nó sẽ là 95.000 nhé, 95k cho một cái mã hộp tăm như này. Lên mã giúp cho là hộp tăm, giá sẽ là 95k các bác nhé, 95.000 đó. Tiếp theo thì em lên cho bác cái bình trà nhé, thì lên cho các bác lên cho là trà bé này, bình trà bé, giá sẽ là 220.000 cho một cái bình trà bé như này, 220k nhé. Hàng tất cả đều bằng hợp kim hết nhé, hợp kim mạ đồng cực kỳ dày dẫn chắc chắn luôn. Đó, cho cái đơn can phụ gia xuống đi. Sáng nay còn à? Hợp kim mạ đồng nhá, cực kỳ dày dẫn và chắc chắn cho các bác luôn. Lên mã giúp cho em là bình trà nhỏ nhá, bình trà nhỏ giá của nó sẽ là 220.000, bao sim tận nhà cho các bác luôn. Hợp kim mạ đồng, bên trong có lót nhựa nhá, khi bác để trà nó không bị mất hương trà, không mất vị trà nhá. Lên cho em là bình trà nhỏ này, giá sẽ là 220.000. Tiếp theo thì em lên cho bác cái bình trà to nhá. Hoa văn của nó sẽ là tùng trúc cúc mai, rất là đẹp luôn. Tùng trúc cúc mai xuân hạ thu đông, rất đẹp các nhá. Đấy, test sản phẩm cho bác xem luôn này. Gõ gạc thoải mái luôn các nhá, gõ gạc thoải mái luôn. Rất dày dẫn chắc chắn các nhá, rất dày dẫn chắc chắn luôn. Đó, giá thì con này bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 295.000. Lên cho em là bình chè to. Con này thì đựng được sẽ là 4 lạng nhá. Đấy, đựng được 4 lạng này. Đấy, chè to đựng được 4 lạng các nhá, 4 lạng. Giá sẽ là 295.000. Đó, còn con này thì nó sẽ đựng được 2 lạng chè bé nhá. Cái này đựng được 2 lạng này, đựng được 2 lạng, giá của nó sẽ là 220.000. Còn con này thì đựng được 4 lạng, giá của nó sẽ là 295.000. Ngoài ra thì bên shop có cho các bác một cái khay giấy đây, một khay giấy cực kỳ đẹp luôn. Các bác lên cho em là khay giấy nhá, giá sẽ là 230.000 cho một con khay giấy như này, 230k nhá. Đó, hàng có nam châm hít này. Kích thước thì chiều dài của nó sẽ là tổng thể là tính phần dài nhất là 24 nhá, chiều rộng nhất thì sẽ là 13 nhá.
Đấy, và chiều cao nhất thì sẽ là 8 sen nhá, 8 sen. Đó, cơ bản là như vậy. Đây. Đấy, rất là ngon lành cho bác luôn. Đó. Rất dày dẫn chắc chắn nhá, hợp kim mạ đồng nhá, có nam châm hít nhá, rất là ngon luôn. Giá thì cực kỳ tốt nhá. Lên mã giúp cho em là lên mã giúp cho em đó là khay giấy nhá, khay giấy này. Giá sẽ là 230.000 cho con khay giấy như này. Rất tuyệt vời luôn. Rồi ok, các bác cần các cái mã đồ sưu tầm nào có thể liên hệ các số hotline của bên em. Hello các bác nhá. Đó, nay thì bên shop về số các bác một số mã đồ sưu tầm rất là đẹp luôn. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Đó. Bên shop về cho bác cái mẫu bật lửa các bác nhá. Các bác lên cho em là bật lửa ngọc nhá, bật lửa ngọc nó có đính viên ngọc như này. Đấy, đính viên ngọc như này rất là đẹp luôn. Thì nó sẽ có màu vàng và màu bạc nhá. Đấy, bật lửa ngọc có đính hình một viên ngọc rất là đẹp như này các bác này. Đấy, lên cho em là bật lửa ngọc nhá. Đấy, nó sẽ có cho các bác là rất là dày dẫn chắc chắn luôn. Hàng cực kỳ là khủng các bác nhá, rất là khủng luôn các bác này. Đấy, có hai màu. Con này thì nó sẽ là có đá rồi, về nhà các bác châm dầu vào cho em. Châm dầu thơm vào nhá. Đấy, châm dầu thơm vào cho em là xong. Đó, lên cho em là bật lửa ngọc. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác một cái con bật lửa ngọc như này, giá của nó sẽ là 130.000 nhá. Đấy, lên cho em là bật lửa ngọc này, hàng cực kỳ dày dẫn chắc chắn luôn. Các bác lên cho em là bật lửa ngọc nhá. Đấy, bật lửa ngọc này. Đó. Bật lửa đính nhìn viên ngọc cho nên là lên cho em là bật lửa ngọc nhá. Đấy, giá thì bên shop sẽ gửi tới bác cái giá đó là 130k nhá, 130k. Đấy. Thì nó sẽ là một cái dòng bật lửa có đính một cái viên ngọc này rất là đẹp này. Nó sẽ có màu bạc nhá. Đấy, con này thì nó sẽ là mạ bạc này, mạ bạc. Hàng cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Đó, hàng của Nhật cực kỳ cao cấp nhá. Đó. Nó sẽ có cho các bác là hai dòng, một dòng là mạ bạc và một dòng là mạ vàng nhá. Một dòng này là mạ bạc 10 mạ vàng 18 carat này, còn một dòng này là mạ bạc này. Đó. Hàng thì của nó sẽ là dạng như kiểu là một cái dạng thép không gỉ nhá, một cái dạng thép không gỉ cực kỳ chất lượng cho bác luôn. Về nhà các bác có thể rút người ra châm dầu vào đây cho em. Đấy, châm dầu vào cho các bác nhá. Đó. Rất chất lượng cho các bác luôn. Đó, giá thì rất hợp lý nhá. Giá là rất hợp lý thôi. Dòng này dùng thì rất là đã các bác, rất là đã luôn. Có màu vàng và màu bạc như này. Lên cho em là bật lửa ngọc nhá. Giá của nó sẽ là 130.000. Đấy, 130.000 cho một con bật lửa ngọc như này. Hàng đựng trong một cái hộp cực kỳ chất lượng và xịn sò như này nhá. Hàng của hãng này. Đấy. Có cả tem mác các thứ đàng hoàng, rất chất lượng cho các bác luôn. Đó. Đây, rất chất lượng cho bác nhá. Hàng nội địa của Nhật cực kỳ cao cấp nhá. Đựng trong cái hộp này các bác có thể mua cho biếu tặng làm quà. Lên cho em là bật lửa ngọc nhá. Giá của nó sẽ là 130.000 cho một con bật lửa ngọc như này. Sản phẩm tiếp theo, đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái búa vàng nhá. Các bác lên cho em là búa vàng. Nó sẽ là một con búa đa di năng luôn. Đấy, lên cho em là búa vàng. Giá bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 60.000 cho một con búa vàng như này. Nó sẽ là một con búa đa di năng nhá. Đấy. Con này các bác dùng để đóng đinh nhẹ nhàng này hoặc làm thợ này. Đấy, ngoài ra thì các bác xoáy ra nó sẽ là một con tô vít này, một con tô vít rất là tiện luôn nhá. Một con tô vít dẹt này. Đấy, và xoáy ra nữa thì nó sẽ là một con tô vít tròn này. Đấy, nó sẽ có hai con tô vít như này. Hai con tô vít như này. Xoáy ra nữa thì nó sẽ là một con tô vít dẹt nhỏ nữa nhá, một con tô vít dẹt nhỏ nữa. Đó, nó rất là nhiều các cái chi tiết như này các bác có thể sử dụng này. Đấy, mình dùng để làm thợ làm nghề rất là ok luôn. Đó, đầu tiên là một con vít như này. Đấy, tiếp theo lại các bác lại xoáy vào này. Đấy, nó cứ thu nhỏ dần luôn. Đấy, hàng bằng đồng nhá, hàng bằng đồng cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Bằng đồng và mạ vàng nhá, mạ vàng rất là đẹp luôn. Đấy. Thì chiều dài của búa thì nó vào khoảng là 12 cm nhá, 12 13 cm. Đấy, nó vào khoảng 12 13 cm. Đó, búa thân búa thì nó sẽ là bằng ngón tay cái như này nhá, bằng ngón tay cái như này. Đây các bác đây. Đấy. Con này dùng để đóng thì rất là thích luôn. Các bác làm thợ làm nghề nhá, đóng rất là thích. Và nó có cả tô vít luôn. Có cả tô vít luôn, rất là tiện. Lên mã giúp cho em là búa vàng nhé. Các bác lên cho em là búa vàng. Giá của nó sẽ là 60k thôi. Lên cho em là búa vàng này. Búa vàng, giá của nó sẽ là 60k nhé. 60k cho một con búa vàng như này. Rất tiện dụng của nhá. Nó 60.000 cho một con búa vàng. Tiếp theo thì em lên cho bác cái kìm vàng nhé. Lên cho em là kìm vàng đang bán 150 về cho bác. Giá chỉ còn là 130.000 thôi. 130.000 thôi. Đây, nguyên cái độ mở của nó các bác đã thấy nó rất là trơn tru rồi. Rất trơn tru, rất tuyệt vời nhá. Đây các bác nhá, nó rất là trơn tru này, rất là trơn tru cho các bác luôn. Nó sẽ là dòng kìm đa di năng này. Thứ nhất là các bác dùng để tuốt dây này, thứ hai là dùng để cắt dây, thứ ba là bấm cốt này, và thứ tư là xoắn dây này, xoắn dây rồi quặn dây các kiểu con là điểu luôn. Chiều dài của kìm này thì nó vào khoảng là
22 sen nhé, 22 sen. Con này thì nó sẽ là hàng hàng Nhật và xuất sang Mỹ nhé. Lên cho em là kìm vàng nhé. Đấy, kìm vàng. Giá của nó sẽ là 130.000 cho một con kìm vàng đa năng như này. Đấy, các bác lên cho em là kìm vàng. Giá sẽ là 130k, giá cực kỳ tốt cho bác luôn. Đây, hàng xuất Mỹ các bác này. Đấy, USA nhá. USA này các bác này. Đấy, hàng xuất Mỹ nhá. USA cho các bác này. Đó, USA. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 130k cho một con kìm vàng như này thôi. 130.000 các bác nhá. Đấy, hàng USA xuất Mỹ cho các bác luôn. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop bỏ cho anh kia xem quà đây. Bên shop về cho các bác cái sen các bác lên mã giúp cho em đó là sen cao su nhá. Con này thì rất là tiện các bác. Đó, nó sẽ là một con đập bóng như biển tí. Nó sẽ là một con sen như này các bác này. Một con sen như này và hàng nội địa của Nhật nhá. Có kèm cho các bác là cả dây luôn. Dây dài khoảng là 1m2 nhá, dây dài khoảng 1m2. Và đầu vòi sen thì sẽ có kèm thêm cao su nhá, chống trơn để các bác massage nhá, khi tắm các bác massage này. Đấy, có chế độ điều chỉnh nước ở đây nhá, điều chỉnh các tia nước ở đây. Hàng thì nó sẽ là hàng nội địa của Nhật cực kỳ cao cấp luôn. Made in Japan nhá, chữ của nó sẽ khắc chìm trực tiếp trên thân vòi như này các bác này. Đấy. Con này thì nó sẽ có cả lõi lọc luôn, có cả lõi lọc các bác này. Đấy, có cái lõi lọc bên trong các bác này, có lõi lọc bên trong. Đấy, và dòng này thì các bác có thể sử dụng nóng lạnh thoải mái nhá, nóng lạnh thoải mái. Có sử dụng đóng ngắt trên tay này, đóng ngắt trên tay rất là tiện nhá. Đấy. Có thể đóng ngắt trên tay rất tiện nhá, đóng ngắt trên tay siêu tiện luôn. Đấy, đóng ngắt trên tay rất là tiện và các bác có thể dùng để mình điều chỉnh to nhỏ này, điều chỉnh to nhỏ đóng ngắt trên tay và có điều chỉnh ở đây các bác này, điều chỉnh ở đây. Đó. Và đây thì nó sẽ có thêm cho các bác là một cái dây thì dây của nó sẽ dài khoảng 1m2 nhá. Dây dài khoảng 1m2 các bác. Đó, thì các bác về các bác kết nối vào cho em là xong để mình sử dụng rất là tiện. Lên mã giúp cho em đó là sen cao su nhá. Ở đầu nó sẽ có cái vòng cao su như này để các bác kỳ tắm luôn. Đó, lên cho em là sen cao su này. Sen cao su hàng của Nhật nhá, sẽ là 130k cho một con sen cao su như này. Đấy, đây em sẽ có cái video thực tế cho các bác xem luôn. Đây các bác này, đấy, nó sẽ là một cái dòng sen như này. Có các cái đầu để các bác thư giãn massage tắm này và điều chỉnh các cái chế độ nước rất là ngon luôn. Có rất nhiều chế độ điều chỉnh nước cho các bác nhá. Đó, rất là tiện dụng. Đây. Tăng áp lực nước khá là tốt luôn. Đấy. Chế độ tắm tiết kiệm nước giúp bạn giảm lượng nước tiêu thụ mà vẫn có trải nghiệm tắm thoải mái. Chế độ xả mạnh mẽ và tăng áp là sự lựa chọn lý tưởng khi bạn cần một dòng nước mạnh hơn để xả sơ chết và cảm thấy sảng khoái. Vòi hoa sen có lõi lọc hỗ trợ tăng áp và 3 chế độ tắm. Đầu vòi có sự silicon massage mang đến cho bạn trải nghiệm tắm tuyệt vời và thú vị. Với những tính năng độc đáo này, sản phẩm này không chỉ giúp bạn cải thiện chất lượng nước mà còn tạo ra một không gian tắm thư giãn và tươi mát. Với 3 chế độ tắm được tích hợp cho phép bạn lựa chọn theo sở thích và nhu cầu của mình. Chế độ mưa nhẹ nhàng và dịu như cơn mưa mùa hè, mang đến cảm giác thư giãn và thư thái. Chế độ tắm tiết kiệm nước giúp bạn giảm lượng nước tiêu thụ mà vẫn có trải nghiệm tắm thoải mái. Chế độ xả mạnh mẽ và tăng áp là sự lựa chọn lý tưởng khi bạn cần một dòng nước mạnh hơn để xả sơ chết và cảm thấy sảng khoái. Vòi hoa sen rất là tiện dụng luôn nha và giá rất hợp lý nha. Tiếp theo thì em lên cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái sen quạt tăng áp nhá. Các bác lên cho em là sen quạt tăng áp. Đấy thì bên shop có 2 mẫu sen như vậy. Đó, thì cái này nó sẽ là sen quạt tăng áp, thì cái này nó sẽ là có đầu vòi, nó sẽ có một cái cánh quạt giúp tăng áp lực nước rất là tốt này. Đó, còn thì cơ bản thì nó cũng như cái con sen cao su, có đóng ngắt trên tay này, đóng ngắt trên tay, có tăng giảm lượng nước này và có cánh quạt giúp tăng áp lực nước và có dây sẵn vòi như này, dây vòi sẵn như này. Đấy, lên cho em là sen quạt tăng áp nhá. Các bác lên cho em là sen quạt tăng áp này. Sen quạt tăng áp. Sen quạt tăng áp giá thì sẽ là sen quạt tăng áp giá sẽ là 100k nhá. 100k thôi. Giá chỉ có 100.000 thôi. Sen cánh quạt tăng áp giá sẽ là 100k. Đây có cái video thực tế cho các bác xem luôn. Con này các bác cũng dùng nước nóng, nước lạnh thoải mái nhá. Đấy, dùng nóng lạnh thoải mái ok luôn. Đó, cũng tăng giảm áp lực nước rồi đầy đủ cho các bác luôn nhá. Đó, đóng ngắt trên tay đầy đủ luôn. Đây các bác này, tia nước nó ra rất là mạnh luôn. Đó. Và nó có cánh quạt quay thì giúp tăng áp lực nước rất là tốt và nước nó sẽ đan theo dạng lưới như này. Thì nó khá là tiện dụng để cho các bác sử dụng nhá. Đấy. Có đóng ngắt trên tay luôn, rất là tiện con này. Đấy, tia nước ra ok, tăng áp lực nước rất là tốt nhá. Đó. Có điều chỉnh đóng ngắt trên tay luôn các bác này. Đấy. Rất tuyệt vời luôn. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất hợp lý các bác nhá. Lên mã giúp cho em là sen quạt tăng áp nhá. Giá chỉ có 100k cho em con sen quạt tăng áp như này thôi. Đó.